ôn lại cái phương pháp công phu. Và để cho chương trình được sống động thì chúng tôi xin mời ba bạn đạo nam, ba bạn đạo nữ lên đây. Bây giờ thì tôi xin nêu lại vài vấn đề và người nào trong nhóm trả lời cũng được hết. Thì người nào có câu trả lời thì trả lời, còn nếu mà người nào mà thấy không trả lời được thì có quyền kêu cầu cứu một người nào dưới này mà các bạn biết mà thông thạo về phương pháp công phu, hoặc là người nào cũng được. Cái thứ nhất là nói về cái pháp lý vô vi, cái tên của pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Tại sao cái tên nó dài như vậy? Tại sao cái pháp của chúng ta có cái tên dài như vậy? Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Dài ghê chứ, nhiều khi viết phải viết tắt luôn chứ không dám viết ha. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý bạn đạo. Tôi nói lên với cái sự cảm nhận của chính tôi, có sự đúng sai thì nhờ quý vị chú thích giùm. Chính thực thì theo sự nhận biết, theo tự giác của chính tôi, tại sao mà ông Tổ ông đặt cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp? Tôi thấy nó dài nhưng mà nó rất là rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng chính cái sự biết của chính tôi thôi. Còn ngoài cái rõ ràng của quý vị nữa, thì tôi xin chú thích và trình bày như thế này. Lại nhiên là pháp thoại cũng là cái lời nói để giải thích cho tất cả hàng đệ tử như chúng ta. Nhưng mà cái pháp này đối với vấn đề cái cụ thể nhất là cái phương pháp để cho mình được trở về với chính mình để luyện giải khứ trược lưu thanh. Là vì thầy có dạy tam từ quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật tức là mình trở về với chính mình, là vì Phật của mình đã còn ngu muội cho nhờ cái pháp để luyện giải. Và nhờ cái pháp đó mới khứ trược lưu thanh được. Và quy pháp quy tăng tức là mình trở về với bản thể, để trở về với cái đại nguyện của chính mình là cứu vạn linh lục căn trần viễn ngày 200 năm chủ vị thị kheo, để trở về nguồn cội. Đó là cái việc mình phải làm. Thứ hai nữa là qua cái vấn đề pháp lý vô vi thì ông Tổ cũng có nói như thế này: vô là không, nhưng mà vi là vi thể. Vi này là nhân lệ nghĩa trí tín có đủ hết. Thành khi mình tu rồi đó thì tất cả nó tròn hết, không còn phải mang cái gì của ngoại cảnh hết. Chỉ có như vậy mà thực hành rồi giải thoát. Là cái vấn đề khoa học thì cái này quý vị biết, ai làm nên nhận biết. Trong vấn đề tư tưởng khoa học thì họ cần sự cụ thể. Nhưng mà với vô vi của mình thực hành trong cụ thể. Nhưng mà trong không nó có cái có, cái có đó mình biết được. Mà cái người bên cạnh không biết, cho nên đòi hỏi mình phải thực hành. Huyền bí Phật Pháp thì quý vị, như tôi đã nói rồi, cái sự này nó màu nhiệm vô cùng. Nguyên nhân nào tôi có thể là sáng tác thơ, nguyên nhân nào tôi có thể là viết nhạc được, mà rất là nhanh nhẹn. Có đôi khi tôi có hỏi với Đức Thầy, thưa Thầy, sau mà thực hành rồi cái nó nổ từ trong, nó nổ từ ngoài, rồi tự nhiên cái mình muốn viết thơ, làm nhạc, thì Thầy có nói con cứ viết, rồi con cứ để tên tác giả, rồi ai có duyên thì đọc, rồi nhiệm vụ là qua, là xong. Đó, mình đâu có mua bán gì đâu mà sợ. Đó, cho nên cái vấn đề mà vô vi đại chúng như thế này, mỗi người có mỗi cái bộ đầu, mỗi người có mỗi bản thể, thì cộng lại là vô vi. Thì bây giờ mình thấy, mình ngồi trước cái tất cả các bạn đạo như thế này, trong những cái lời nói và những cái do cái sự thực hành thực chất mà nó có được, thì mình cứ trình bày. Không có cái gì mà mình phải sợ sệt trong cái vấn đề thực chất như thế đó. Thì tôi xin trình bày qua cái vấn đề sự cảm nhận của chính tôi. Tôi xin mời quý vị bạn đạo dưới hoặc là những cái anh bên cạnh để chú thích thêm, để cái chữ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp cho nó rõ ràng theo cái lời cảm nhận của quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Vinh. Ngoài ra các bạn đạo nào muốn đóng góp hơn không? Tại sao cái tên của pháp lý vô vi khoa học quyền bí, tên của pháp mình nó dài như vậy? Còn nếu các bạn không muốn đóng góp thì chúng tôi sẽ trả lời và chúng ta qua câu hỏi khác. Thì mình hành cái pháp gì mình cũng phải hiểu rõ cái nguồn gốc của cái pháp của mình, phải biết rõ nó là tên gì. Tại sao mình phải biết rõ nó tên mình hành pháp, mà tại sao mình phải biết rõ cái tên của cái pháp mình làm cái gì? Cái đó nó đâu có giúp đỡ gì mình được đâu. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ kỹ, nhiều khi nó có thể giúp mình tránh những cái sự sai lầm sau này. Nhiều như
có thể sau này nhiều người người ta nói là cái pháp này giờ nó đổi tên hoặc nó đổi qua cái khác rồi, mình không hiểu rõ tại sao ông tổ mình là đặt cái tên dài như vậy thì mình sẽ dễ bị lầm lạc lắm. Cho nên mình cũng phải trở lại cái nguồn gốc của cái đồ, mình phải biết rõ nó tại sao cái tên nó như vậy và cái ý nghĩa như thế này. Thì những cái này thì Đức Thầy đã có giảng rồi trong cái những cái bài giảng của Đức Thầy. Thì ở đây tôi chỉ gom gọn lại thôi. Thì pháp lý là lý luận cho nó rõ rệt, tròn trịa, không méo mó. Khi chúng ta tìm hiểu cái gì, chúng ta phải tìm hiểu cho nó cặn kẽ, phải hiểu rõ cái lý luận của nó, cái nguồn gốc của nó. Vô vi là đi tới không không, cái vô là không rồi, đi tới vi là cái nhỏ nhất cũng không còn. Đó là cái đường lối mà chúng ta đi. Một khi mà chúng ta hiểu rõ cái đường lối mà của pháp lý rồi, nó mới đi tới chữ vô vi. Về khoa học là cơ tạng chúng ta biến chuyển, cơ tạng và tình trạng dưỡng sinh hiện tại của càn khôn vũ trụ đang tiến hóa có thích hợp với ta không? Đó là về khoa học của cơ tạng đối với càn khôn vũ trụ. Và quyền bí là căn bản thần thức của con người có được cởi mở đi tới đích hay không? Đó là phần quyền bí. Và Phật Pháp là sự thanh tịnh. Có hiểu mình không? Có tìm ra ta không? Phật Pháp là tôi tìm tôi, tìm ra tôi. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái tên của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Sau đó thì chúng ta bước vô cái pháp thiền, thì chúng ta cũng phải biết rõ cái mục đích của cái pháp thiền là gì. Vậy xin hỏi các bạn ở đây, thiền là gì và mục đích của thiền là gì? Thưa các bạn đạo, ta ngồi yên tĩnh, ta định thần, giữ cho cái tâm thanh tĩnh, tức là đi vào thiền, thiền để mà ổn định, lập lại cái sự quân bình. Còn theo cái bản thân tôi nghĩ thiền là đơn giản trở lại. Đơn giản tức là rút gọn, không có tạp đủ thứ, tức là mình đi vào một cái chân không, đi vào cái càng đơn giản thì càng nhẹ nhàng. Thiền để tìm vào cái sự thanh nhẹ, từ cái chỗ đó mình có cái sự sáng suốt. Nó rất là khó vì nó qua nhiều cái giai đoạn mà nhiều cái khó khăn của tùy mỗi hành giả. Nhưng với cái sự cái thành tâm mà mình cố gắng mình hành thì cuối cùng chúng ta cũng phải đi đến, dù sớm muộn. Một ngày nào đó chắc chắn nó phải đến, dù sớm hay muộn. Cho nên muốn đạt được cái mục đích đó, chỉ học cái tánh, học cái gương của Thầy, sự kiên nhẫn, kiên trì, vượt qua mọi khó khăn, rồi nó sẽ đến đích. Nói tóm lại, thiền là trở về sự đơn giản. Dạ, xin cảm ơn anh Hưng. Xin các bạn cho anh Hưng tràng pháo tay để nhắc lại cho chúng ta. Thì trong những cái bài giảng của Thầy, Thầy cũng có trả lời cái câu này nhưng mà rất ngắn gọn. Là Thầy chỉ nói là thiền là tạo sự quân bình từ khối óc cho đến cơ tạng. Thiền nhiều tâm đời sẽ phẳng lặng. Cũng như anh Hưng nói là mình đơn giản quá thì tâm đời nó sẽ phẳng lặng. Trí sẽ sáng, tâm sẽ minh. Và câu hỏi kế tiếp, xin các bạn cho biết là thiền và tu có khác nhau không? Thiền và tu có khác nhau không? Dạ, xin kính chào bạn đạo. Tôi là Phương Dung ở Sydney, Úc Châu. Nó khác với chị Phương Dung ở Việt Nam. Nãy giờ tôi nghe hai anh này nói toàn là cái chữ ở cấp cao, mà tôi thì nói thiệt là tôi thấp, cho nên tôi nói thấp, tôi hiểu sao tôi nói vậy nha. Thiền với tu á,
Thiền và tu thì tôi thấy hai cái đó nó có khác mà nó cũng có, nhưng mà nằm trong nhau. Tức là khi mà mình lấy cái thí dụ của chính tôi tu đi, thì thích lâu là tôi thiền xong thì tôi mới thấy là cái tôi của mình nó quá trời xấu xa. Tôi mới sửa rồi tôi thiền, rồi tôi sửa hoài, tôi thấy nó, tức là một cái quá trình như vậy, nó cũng nó đi hoài mà cũng chưa thấy tới đích. Dạ, hết rồi. Dạ, xin cảm ơn chị Phương Dung. Xin chị Phương Dung một tràng pháo tay. Alo, dạ, kính chào tất cả quý vị bạn đạo. Dạ, theo tôi xin bổ túc thêm cái ý của chị Dung. Dạ, theo tôi thấy thiền là một cái phương pháp để nó hỗ trợ cho cái đường tu của mình. Thiền nghĩa là mình thực hành cái phương pháp cho nó đứng đắn. Thì tu tức là mình tu sửa. Dạ, thành ra hai cái đó, tuy là hai nhưng mà nó bổ túc túc vô thì mới gọi là thiền và tu. Chứ nếu một cái một thì nó cũng không có hỗ trợ nhiều cho phần tâm linh và thể xác của mình. Dạ, dạ nói giỡn chút xíu là tại vì trước khi mình tu thiền á, mình song song đó mình có tu tiền nữa. Không có tu tiền là cũng khó tu thiền. Phải không? Đúng không quý vị vậy? Cái này xin không có đồng ý. Xin quý vị cho chị Hải và chị Dung một tràng pháo tay. Thì thầy có trả lời á, thiền á, mới thật sự là tu. Bây giờ mình phải tìm hiểu cái đào sâu tại sao thầy nói thiền là tu. Chịu lập lại trật tự, hạ trung thượng quy nhất, khép mình trong trật tự và hòa tan trong trật tự của càn khôn vũ trụ mới là đúng, không dùng lý luận. Thì thầy nói ở đây thì thầy nói hơi cao, nghĩa là nếu mà mình muốn thật sự mà tu bằng thiền á, là mình phải công phu dữ lắm. Tại nên sửa cái luồng điển căn bản của mình, cái tánh gốc của mình. Và mình, khi mà mình sửa, mình lập lại quân bình, mình thiền nhiều đúng mức á, mình mới hiệp khí cùng trời đất, lúc đó trí sáng tâm minh, mới minh tâm kiến tánh, mà sửa được cái tánh của mình. Thì lúc đó mình mới phát triển được con đường tu của mình. Tại sửa, thầy nói là sửa thiền là tu là tại vì mình sửa ngay cái luồng điển gốc của mình, những cái sự sai lầm lố bịch bên trong mình giải ra hết, đi tới sự sáng suốt. Đó, còn nếu mà mình công phu không đủ á, thì mình tu nó cũng khó, mặc dù mình biết nhiều khi cái tánh mình sân si, nóng giận, nhưng mà mình tu không có đúng mức á, thì nó không sửa được cái luồng điển, nó quá giải ra, thì mình cũng không sửa được, mặc dù mình có muốn mình cũng không sửa nổi. Thì hai cái nó cũng là một, nó cũng hỗ trợ với nhau. Mà mình thiền không đủ mà mình một mặt khác mình không cố gắng sửa tâm sửa tánh á, thì nó cũng không đi tới đâu. Thì mình ngồi cho nó có lệ như là thể thao thôi. Thầy nói không có tâm thì thiền cũng như thể thao thôi. Câu hỏi chót về pháp lý vô vi là cái đặc điểm của pháp thiền vô vi là cái gì? So với các pháp khác, đặc điểm của pháp thiền vô vi. Tại vì mình chọn cái pháp này là nó có cái gì khác hơn các pháp khác? Tại sao mình không chọn các pháp khác mà mình chọn cái pháp vô vi, nó có cái gì đặc biệt hơn? Dạ thưa, cái đặc điểm của vô vi là mình phải thực hành. Thầy cứ nhấn mạnh là phải thực hành, không có lý luận. Thực hành và niệm Phật nữa. Dạ, xin cảm ơn chị Quyền Châu. Các bạn đạo nào có ở dưới hội trường có đóng góp gì thêm không? Dạ, xin mời chị Mỹ Kim lên đây. Thì Mỹ Kim xin bổ túc với lại cái lời của Huyền Châu là pháp thiền của mình là phải thực hành. Nhưng mà trong mấy cái pháp đó, rất là quan trọng là pháp luân thường chuyển. Còn mấy người mới vô thì cũng là soi hồn, cũng là rất là đặc biệt. Thành ra không phải vô là chỉ ngồi thiền. Có nhiều pháp thiền vô chỉ ngồi nhắm mắt rồi thiền yên tĩnh thôi. Mà mình là cái pháp luân thường chuyển là cái chìa khóa quan trọng nhất. Và điểm niệm Phật của mình cũng không giống niệm Phật của bên pháp tịnh độ hay trong chùa. Cái Nam Mô A Di Đà Phật của mình đó là cái chấn động lực Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái chìa khóa tâm linh. Thì có thể có những đặc điểm khác, mà ba cái mình thấy quan trọng nhất cho người mới vô là soi hồn, niệm Phật. Và đối với người cũ cũng vậy, niệm Phật mà thêm cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là cái điểm quan trọng nhất và đặc biệt nhất của vô vi. Cảm ơn chị Mỹ Kim. Pháp thiền vô vi là thực hành và được dứt khoát. À, xin cảm ơn anh. Rồi, xin cảm ơn anh Thi. Xin kính chào tất cả các bạn đạo. Nếu mà hỏi rằng là cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp của mình nó khác với những cái pháp thiền nào khác, thì hồi đó tới giờ là
thầy có nói trên băng nhưng mà chắc có lẽ mình không có để ý tới. Chỉ có pháp thiền vô vi của mình là tu dạy điển, nên nhớ như vậy. Chỉ có pháp lý vô vi khoa học thiền biến Phật Pháp là tu về điển mà thôi. Mình không thể nói rằng là mình soi hồn pháp luân thiền định là mình khác với người ta, mà mình nói rằng mình tu về điển giới. Tại vì cái cuối cùng của vô vi là chấn động lực. Cái cuối cùng của mình là mình tu mà mình không bước vào điển giới thì không gọi là vô vi. Mình tu làm sao để mà mình có thể phát ra cái luồng điển, mình trụ được trên bộ đầu thì mới gọi là vô vi. Mình tu làm sao mà đến khi mà mình niệm Phật cũng ra điển luôn thì mới gọi là vô vi. Cái cuối cùng của vô vi là chỉ là điển giới thôi. Nếu mà mình còn vẫn còn là nằm ở trong cái lý thuyết là mình vẫn chưa phải là vô vi, thì cái đặc biệt của cái thiền vô vi là cái gì? Là mình tu về điển, và cuối cùng mình muốn đạt được cái mục đích của mình đó, là mình phải có điển. Ngay cả niệm Phật cũng ra điển luôn. Mình chỉ nghĩ tới cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động lực bắt đầu nó rung chuyển trên bộ đầu mình, thì đó là vô vi. Xin hết. Xin cảm ơn anh Toàn. Xin các bạn cho anh Toàn một tràng pháo tay. Thưa các bạn đạo, tôi xin đóng góp cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Nó là một cái pháp thiền. Sở dĩ nó có khác chút à, là ở cái chỗ là mình dùng được cái thanh điển, thanh khí điển của trời đất để mà khử cái trược lưu thanh. Nhờ đó mà chúng ta sẽ hóa giải những được cái nặng nề thì chúng ta sẽ thanh nhẹ. Từ từ đó cái luồng điển tự nhiên nó phát chứ không cần phải tìm. Chỉ khử trược lưu thanh, thanh thì đi lên, trược thì đi xuống. Mình đi lên thì có thanh thì nó sẽ đi lên. Cho nên cái pháp lý chúng ta là pháp dùng thanh khí điển khử trược lưu thanh. Cái mục đích chính của cái pháp vô vi, dùng được thanh khí điển sẽ giải được những cái gì mà thắc mắc. Dạ, xin cảm ơn anh Hưng. Thời gian nó cũng ngắn cho nên mình ở lại trong cái đựng ra ngoài đề quá thì mình không có thời giờ mình tiếp tục cái phần phương pháp công phu. Xin lỗi quý vị. Tôi nãy giờ các bạn đạo lên đây cũng có nhiều người nói lên được cái đặc điểm của pháp thiền vô vi. Thì cô cũng xin đọc cái một phần thầy có giảng trong đó, là thầy nói là pháp lý vô vi là trực tiếp luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, pháp tự cứu. Nên là cái pháp của mình á, mình liên lạc trực tiếp với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Cái đó mình nên nhớ. Và khi bộ đầu con người liên hệ với trung tâm sinh lực chỉ có vui thanh nhẹ, thì thầy cũng nhắc rõ là liên hệ với cái điển cái bằng cái trung tâm bộ đầu của mình. Cho nên tất cả cái gì môn thiền của mình đều chú tâm trở về bộ đầu hết, mà liên hệ cái đặc điểm của mình là liên hệ với luồng điển cái mà phải thực hành tự cứu. Lúc mà hòa với trung tâm sinh lực chỉ có vui, hòa thanh nhẹ tươi tốt, không có ôm lấy sự tranh chấp đau khổ nữa. Đó thì cái các bạn chỉ cần nhớ là cái luồng điển cái của trực tiếp cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Và xin cảm ơn tất cả các bạn ở đây. Xin mời nhóm khác lên cho vui. Xin cảm ơn. Cảm ơn Bảo, cảm ơn. Rồi, xin các bạn cho biết khi mà chúng ta bước vô ngồi thiền trước hết phải ngồi, có nhiều cách ngồi. Nhưng mà phần lớn ngoại trừ cái ngồi trên ghế thòng chung xuống thì cái căn bản là phải ngồi xếp bằng. Xin các bạn cho biết tại sao chúng ta ngồi xếp bằng và nó có lợi ích gì? Tâm xin phép được trả lời. Theo tâm nhớ, tức là khi chúng ta ngồi xếp bằng thì ngồi có cái gối ở dưới xương sống, nhất là chúng ta giữ cho xương sống nó thẳng. Vì cái luồng điển nó đi theo cái đường xương sống là chánh. Thành ra cho dù ngồi trên ghế hay khi là ngồi ở dưới đất cũng vậy, chúng ta phải ngồi cho xương sống nó đứng. Theo một điều nữa mà Tâm đi, có một lần đi vào một cái chùa thì thấy một thầy dạy cho các học trò thiền đó, thì có một điều nó thấy nó hơi trùng hợp, tức là thầy nói là cái xương hông đó, nó phải cao hơn hai xương đầu gối, tức là ngồi sở dĩ nó cao lên như vậy đó thì nó trụ được, tại vì nó không có nó chắc á, nó ngồi nó không có lung lay, nó vững, giống như nó cái kiềng ba chân á thì nó đứng vững hơn là một chân. Thì cái đó là cái mà đi khi mà đi tới chùa thì Tâm thấy được thêm một cái điều đó nữa.
Còn thêm một cái khi mà đi học cái về cái shiatsu á, thì ở trong lớp học thì mấy cô người Úc dạy, nhưng mà mấy cô thì học sau khi mấy cô học yoga thì mấy cô nói là ngồi mà sở dĩ bên Phật á, mà người ta hay là các phái thiền mà người ta ngồi khi mà ngồi mà phải có lưng xương sống thẳng với lại cái xương hông nó cao hơn đầu gối á. À, tại khi mình đầu gối tức là mình ngồi xếp thì nó thấp hơn cái xương hông, xương ở bên hông của mình á, thì theo các cô giải thích tức là cái cũng là nó có cái kara của nó, tức là một cái đường luân chuyển của cái khí điển trong người á, mà các cô dạy á, thì nó cũng có cái sự trùng hợp đó. Thì tâm nhớ đã được ba cái điều thì mình kết hợp ở các chỗ đó, thì quan trọng là mình ngồi á, là do giữ cái tư thế làm sao cho xương sống chúng ta nó phải thẳng thì cái luồng điển nó mới trực tiếp nó mới đi thẳng lên bộ đầu được. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn chị Tâm. Chị Tâm đã nhắc lại cái cách ngồi đó, phải lót cái gối chút xíu chêm lên để cho cái xương sống nó thẳng, và mình cũng lót đừng cho cái chân mình nó chạm thẳng với đất mà nó phải qua cái gối hoặc là qua cái nệm, cái mền gì đó, để cho nó đừng có động chạm với cái luồng điển của đất, thẳng với đất. Nhưng mà sau đây tôi cũng xin trả lời liền cái câu trả lời đó, là khi mình ngồi xếp bằng á thì cái luồng điển nó ứ động ở phía dưới, cho nên mình mới mượn cái pháp của mình á, mình giải cái luồng điển nó đi lên trên. Nó cũng như là dùng cái nước để tưới vô trong thận vậy, nó bổ thận. Đó là cái ý nghĩa của tại sao mình phải ngồi thiền. Tại khi mình xếp bằng lại là cái luồng điển nó không chạy phía dưới được nữa, nó phải ứ động. Nó ứ động thì lúc đó mình mượn cái pháp á, mình đưa nó lên trên. Mình qua pháp luân thường chuyển rồi mình đưa nó lên trên. Thì cũng như là mình dùng cái điển là cũng như là nước, nước là điển là nước đó, mình rưới tươi vô cái thận. Thì mình ngồi mình xếp bằng như vậy, nó vừa là một công hai chuyện. Về mặt thể xác á, thì được bổ thận, và về mặt điển quang á, mình dễ đem cái luồng điển nó lên. Cho nên nếu mà ngồi xếp bằng được tốt hơn là ngồi trên ghế, cực chẳng đã mình mới ngồi trên ghế thòng hai chân xuống. Đó, các bạn cũng đã hiểu thêm về cái tại sao mình ngồi mỗi đêm mà mình ngồi xếp bằng, mình phải hiểu tại sao mình ngồi xếp bằng. Khi mình hiểu rồi thì nó dễ giải hơn cho mình. Câu hỏi tiếp. Thưa anh, cho em được phép bổ túc. Dạ. Em cái xác nó không hoàn hảo đó, anh. Dạ. Bị tật rồi mới em mới hành pháp á, thì cũng nhờ cái em bắt được lời nói của người đi trước nói là nếu mà mình mà bị nếu mà ngồi ghế đó. Dạ. Thì mình cần ở pháp luân thường chuyển nhiều thêm. Đúng. Để đúng. Dạ, em chỉ phải. Dạ. Có tật. Dạ. Đúng rồi. Thành ra anh nói, anh nhắc lại cái điểm đó rất đúng. Nếu mà chúng ta ngồi mà trên ghế vì lý do bắt buộc á, thì mình phải phở pháp luân nhiều hơn, tại vì mình phải đem nó lên á, cực khổ hơn là cái ngồi mà người ngồi xếp chân vô được rồi á, thì nó giúp được một phần rồi. Còn mình xếp chân không được á, thì mình phải công phu nhiều hơn. Đó. Và pháp luân thường chuyển nhiều hơn để đem cái luồng điển nó lên. Câu hỏi tiếp, xin các bạn cho biết tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng. Hồi nãy chị Tâm chỉ nói là ngồi thiền lưng phải thẳng, bây giờ mình phải hiểu tại sao mình ngồi thiền cái lưng mình phải thẳng. Dạ sư, tôi xin đóng góp là ngồi thiền lưng phải thẳng là tại vì cái mục đích là mình phải muốn cái luồng điển mình đi thẳng lên trên. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, thì đúng như vậy. Thì khi mà mình ngồi thiền cái lưng thẳng á, cái luồng điển nó mới mở đi lên được, nó mới khai cái đốc mạch dễ hơn. Cái đốc mạch là cái mạch bên đằng sau cái lưng xương sống, dọc theo xương sống của mình á, thì mình ngồi thẳng á, thì mới khai thông nó đi lên dễ hơn. Còn mình ngồi mà bị cong á, thì nó sẽ bị ứ động lại, nó không có luồng điển, nó không có đi lên nổi. Thành ra cái quan trọng nhất á, của cái ngồi thiền á, là luôn luôn cái xương sống phải thẳng. Nếu mà chúng ta không có tự kiểm á, nhiều khi bị khòm lưng người nào cũng hay. Ngồi thiền hồi cái lưng nó khòm xuống, nó dẹo xuống. Thì lúc đó thì cái luồng điển nó không có đi lên được. Luồng điển không có đi lên được thì mình ngồi lâu cũng nó không có kết quả bằng mình ráng giữ cho xương sống. Thành lâu lâu cũng phải tự kiểm. Trong suốt cái thời gian thiền á, thì lâu lâu cũng phải tự kiểm coi cái xương sống mình có thẳng không. Cái đó mình dễ bị khòm lắm. Thành ra mình phải tự kiểm những cái điểm nào mà mình dễ bị làm sai, mình phải tự kiểm nhiều hơn. Là cái xương sống thẳng, phải kiểm hoài hoài để coi nó có thẳng không, nhiều khi khòm không hay. Câu hỏi kế tiếp, xin các bạn cho biết tại sao lúc mà mình vô ngồi thiền, răng phải kề răng.
Tâm xin phép được trả lời. Giống như một cái bình ắc quy điện mà khi chúng ta chạy xe đó, mà nếu cái bình ắc quy mà điện âm điện dương hai cái nó không có nối cái mạch với nhau á, thì điện nó không có luân lưu chạy. Hai hàm răng chúng ta, hàm răng trên hàm dưới á, là nó có hai cái huyệt đạo kế với nhau cũng vậy. Thì khi chúng ta chập hai cái mạch điện lại thì luồng điện của chúng ta nó không bị cái đứt quãng á. Thành ra thầy cũng hay nói là cái khẩu khai thần ký tán, khi mở miệng mình nói tức mình mất cái dòng điện, mình không có được luân lưu, nó không có chạy. Chính vì vậy thành ra khi thiền chúng ta cố gắng tập trung cái luồng điện để nó giải những cái nẻo hốc mà nó kẹt của mình á, thì mình phải nhớ là hai hàm răng phải cắn chặt lại. Dạ, xin cảm ơn chị Tâm. Chị Tâm cũng nhắc lại cái phần hai cái luồng điện phải giao nhau, đốc mạch và nhâm mạch. Đốc mạch là phía sau, nhâm mạch là phía trước, nó chạy từ cái đây trở ra đằng sau là đốc mạch, đằng trước chạy tới từ xương khu chạy lên tới hàm dưới là nhâm mạch, hai cái nó phải giao để tạo thành cái luồng điện. Và thêm cộng thêm cái nữa là cái răng kề răng á, là để ổn định thần kinh bộ đầu. Khi mà chúng ta răng kề răng nó ổn định thần kinh bộ đầu. Và tại sao phải coi lưỡi? Coi lưỡi là để mình đóng cái khớp xương đầu phía sau. Cái phần tà thường thường nó đi là đi phía sau tới. Thì theo tôi hiểu là cái lưỡi có công dụng là phải đóng lại cái khớp xương đầu phía sau của mình. Dạ, xin cảm ơn chị. Thì thầy cũng có giải nghĩa là mình đóng lại cái khớp xương, mình ngồi thiền nó an toàn hơn cho mình. Và một mặt khác nữa thì khi mình coi lưỡi á, nó lọc cái thận thủy. Nó về cái phần thể xác nó là lọc cái thận thủy của mình. Thành ra cái pháp của mình á, mỗi động tác á, nó đều hỗ trợ cho cái xác và đều hỗ trợ cho cái con đường tu của mình. Khi bằng đời đạo xong tu, hai cái đều nó, cái nào nó cũng có sự ích lợi hết trơn. Và khi mà mình co lưỡi á, nhiều khi nước miếng nó ra nhiều á, mình phải làm như thế nào? Dạ, tôi xin trả lời là khi mà nước miếng ra nhiều á, thì mình nuốt xuống và niệm Phật. Dạ, dạ, có ai có ý kiến? Nghiêng vào bên trái. Em xin tiếp lại chị. Khi mà nước miếng ra nhiều á, mình có công dụng là nghiêng phía bên tay trái để cho nước miếng xuống thẳng dưới dạ dày. Lúc đó cái nước miếng đó khi mình luyện đạo nó sẽ làm một cái công dụng là mình như là mình chữa thêm bệnh mình. Cái nước miếng nó rất là tốt, theo em hiểu. Dạ. Thì cái nước miếng đó khi mà mình nước miếng mình co lưỡi riết á, thì nước miếng nó ra nhiều mà nó ngọt lắm. Mà khi nó ra nhiều quá thì mình phải ngó phía bên tay trái mình nuốt xuống. Và nước đó, càng ngày nó càng đặc lại thì sau này kêu bằng nước cam lồ. Đó, chữa tại bị... vì lúc đầu tôi thiền nước miếng ra nhiều lắm, sau này nó cạn hết trơn, nó không còn nữa đâu. Cái này chắc tại nó keo lại chứ không phải cạn. Nó keo lại à. Thì mà các bạn có biết tại sao phải ngó phía bên tay trái để nuốt không? Theo cái kinh nghiệm tôi biết, ngó bên tay trái thì nó xuống thẳng xuống bao tử của mình nhiều hơn. Có cái kinh nghiệm. Nếu mà ngón tay mặt thì tôi thấy nó không có thâm bằng tay trái. Yeah, cái đó thì chuyện nó chạy lẹ hơn phải không? Rồi. Có ai biết có câu dưới hội trường, có ai có câu trả lời không? Tại sao mình phải nghiêng ngó phía bên tay trái để nuốt xuống? À, đúng rồi. Mà tại sao ngó phía bên tay trái nó không sặc? Hả? À, tại sao? Đúng rồi, ngó bên trái nó không có bị sặc. Nhưng mà tại sao ngó bên trái không bị sặc mà ngó bên mặt bị sặc? Thường mấy người lớn tuổi đó, dễ chứng minh cái điều đó, đó là nếu mình nghiêng qua tay mặt mà mình nuốt cái gì đó, đương nhiên nó nghẹn liền. Mà nếu mà quay qua trái nó sẽ thuận. Thành ra tại sao những người lớn tuổi ăn uống nó khó nuốt là vậy? Tại em cũng con cả bị là ví dụ nhiều khi nó bị nghẹn, nhưng mà nếu mà mình nuốt bên tay trái nó thuận, nó dễ nuốt hơn. Dạ, tại bị đã bị nghẹn rồi. Với hai nữa, về Việt Nam thấy ông già ông bị nghẹn đó, nó là cũng khuyên ông dây qua trái thì nó đỡ, nó khỏi nghẹn. Yeah. Đó, thì ai bạn đạo ai cũng biết là ngó bên trái là chắc chắn là không bị nghẹn, nó không có bị sặc phải không? Nhưng mà cái lý do tại sao nó không bị sặc đó, thì sư sinh nêu lên, cái này nó có trong tài liệu của Đức Thầy hết nha, không có thêm á. Là bên trái đó, nó thuộc về hỏa, nó nóng. Cho nên mình khi mình có thủy là nước, cam lồ, mình rưới vô đó, thì nó không có bị sặc. Cái là về cái mặt điển. Đó là cái
cái ý nghĩa tại sao mình phải ngó bên bên tay trái mình nuốt, nó có lý do hết. Hả? Cái này không phải trong Let's Weekly, trong tài liệu tu học của thầy thôi, có hết á, nhưng mà mình không có thời giờ mà mình ôn lại. Thì ở đây sẵn ở đây mình tới đây đại hội thì mình có thời giờ không có làm gì hết, chỉ vui chơi thôi, mình ôn lại cái phương pháp công phu thì về nhà mình nhớ. Tại sao mà trước khi vô thiền mình phải niệm nguyện hai câu, niệm hai câu nguyện? Tôi xin trả lời là khi mà mình niệm, tức là cái bộ đầu mình đã trụ lên trên rồi, lúc mà mình nhớ tới trời Phật thì mình nhớ tới cái bản thân mình để mà tu hành. Thì khi mà mình niệm, cái luồng điển mình đã đi lên rồi, thì lúc đó bề trên cũng sẽ chứng kiến cho mình. Thì theo ý tôi là như vậy. Dạ, thì nói cái phần đó nó cũng đúng, đó là khi mà mình bước vô thiền đó là mình phải định cái hướng đi của mình tưởng tới cái luồng, hai cái luồng điển cao bên trên đó, thì luồng điển bên trên sẽ chiếu lại cho mình để hộ độ cho mình tu hành, giúp đỡ cho mình tu hành. Cái đó là thầy cũng có giảng cái phần đó. Rồi sau đây tôi cũng xin đọc sơ cái phần mà thầy giảng làm sao. Nam là lửa, mô là không khí. Cái đó là cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên khi mà chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là cái luồng điển cực thanh cực mạnh rọi xuống thế gian. Cái đó là Quán Thế Âm. Kêu bằng mình niệm phải là Quán Thế Âm chứ không phải là Quan Thế Âm. Nam Mô Di Đà Phật ba lần ha. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh cho đệ tử tên gì tu hành đắc đạo. Khi mà mình niệm tới Long Hoa Giáo Chủ là cái luồng điển di thiện tối lạc, thức tỉnh phần hồn, trở về thanh tịnh để dẫn tiếng vạn linh. Thì hai cái luồng điển nó sẽ hỗ trợ cho mình. Thì khi mình vô mà mình niệm á, thì mình phải trụ tâm là mình niệm, chứ không phải niệm một cách máy móc. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương, cái đó nó không tốt, mình phải tưởng cái luồng điển bên trên ha, bên trên chiếu cho mình. Rồi đệ tử xin nguyện từ đây quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là chúng ta mượn cái phương tiện này, quy Phật là chúng ta mượn cái phương tiện này để tập trung trở về, quy là trở về, quy y là y nguyên trạng thanh tịnh của chúng ta, trở về cái nguyên trạng thanh tịnh mà chúng ta trước khi xuống thế gian, là tiến thẳng về Phật Pháp, bỏ nghiệp tâm, trở về sự thanh nhẹ, trở về Phật tánh. Nó là quy y Phật. Chúng ta khi mà nguyện quy Phật, quy Pháp, quy tăng là phải trở về cái bổn phận, cái phần hồn phải nắm lại chủ quyền, khai triển cái tiểu thiên địa này để giúp cho bạn linh đồng tiến với phần hồn, thì lúc đó mới tiến hóa được. Đó về phần ý nghĩa của mấy câu nguyện. Bạn tiếp tục nữa không hay là mời nhóm khác? Nhóm khác đi. Xin cảm thay đổi không khí. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời nhóm khác lên. Rồi sau khi chúng ta ngồi vô xếp bằng là hiểu rồi không? Tắt đèn quay về hướng nam. Nhắc lại cái này dễ, quay về hướng tam. Tại sao quay về hướng nam? Tại sao mình ngồi thiền quay về hướng nam mà không quay về hướng bắc? Tại vì hướng nam nó nóng, có kêu bằng có lửa. Hướng bắc là nước. Thành ra quay về hướng nam. Hướng nam thì nhắc lại thận, là thận thì theo nước, nam hướng là bắc. thuộc về quả. Quả tương giao thì nó giúp cho mình tiến lẹ hơn. Dạ. Đó, thành ra đúng. Mình chỉ quay về hướng nam, nó ai kêu quay về hướng bắc định nghe nha. Tôi xin phép được nói thêm như thế này, là nếu quý vị nhìn ở trên một cái bản đồ thì phía trên là bắc, phía dưới là nam, mà Đức ông Tư có nói là nam thật phương nam lửa bính đinh, thì cái phương nam đó là cái khi mà quý vị đốt lửa thì tự nhiên cái hơi nóng nó bốc lên đó, thì cái hơi nóng đó là cái lực mà nó trợ cho mình hướng lên. Cũng như là quý vị thấy, chắc một số quý vị biết là cái chiếc máy bay khi mà đáp hay là khi mà cất cánh là luôn luôn ngược chiều gió, để mà nương cái chiều gió đó nó đưa cái máy bay lên, nó nâng cái máy bay lên. Thì khi mình thiền là mình cũng thiền về cái từ trường
mà gọi là điển đó. Tôi rất tránh cái chữ điển là bởi vì tôi nghĩ cái chữ điển chỉ nên dùng cho cái thanh điển. Đó. Thành ra khi mình quay về hướng Nam là mình làm thuận với lại cái physics đó, tức là cái vật lý. Tính về vật lý thì nó thuận. Mà rồi ví dụ như mình ngồi, như quý hồi nãy quý vị nói tại làm sao ngồi thiền phải ngồi xếp bằng, thì quý vị đã nói đúng là ngồi cho nó thăng bằng, không phải nghĩ, không phải ví dụ như đang ngồi thiền mà lại sợ té thì làm sao mà tịnh được. Thì đây khi mình ngồi mình quay về hướng Nam đó là nó cũng là nhờ cái từ trường của vũ trụ. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn anh Vượng. Và nãy nghe anh Vượng nói là theo cái bản đồ hướng Nam chỉ với dùng cái đại khái là theo cái Đông Tây Nam Bắc theo cái địa bàn, có phải gì không? Cho tôi xin nói thêm một chút nha, là chúng ta nói hướng Nam không phải là theo cái địa bàn hướng Nam, là hướng Nam là Nam, không phải là cái theo cái địa bàn, tại vì cái địa bàn đó là không có đúng, điều là nó hơi trên được một chút, cho nên mình hành cái pháp này là hướng Nam chứ không phải theo cái địa bàn chỉ về hướng Nam. Nam là Nam quả, mình ở giữa trán đây, trung tâm chân mày cũng là quả, hỏa hỏa tương giao cũng như anh Bảo vừa nói, chứ hình như là từ trường cái đó hơi sâu xa chút. Thì tôi cũng xin đóng góp là cái hướng Nam ở đây á, tuy nó là quả nhưng mà mình ngồi thiền mình ở dưới thế gian, mình theo cái luật cái thế gian thì mình phải coi địa bàn, chứ mình không có nói hướng Nam là không phải hướng của địa bàn thì không đúng, tại vì mỗi đêm mình muốn coi hướng Nam đâu mình phải dùng địa bàn chứ, chứ mình không dùng địa bàn sao mình biết hướng Nam đâu. Thì tôi cũng xin đóng góp cái phần đó là mình phải dùng địa bàn, cho nên cái địa bàn mỗi người tu vô vi đi đâu cũng mang theo cái địa bàn á, cái là kim chỉ Nam, thì đúng là mình mới biết hướng mình tu, chứ mình nói không coi theo cái địa bàn thì coi theo đâu mình biết hướng Nam đó. Xin đóng góp phần đó. Thì nãy nhắc lại là cái phần lý thuyết là khi chúng ta vô ngồi xếp bằng cho thẳng lưng, kiểm soát cho thẳng lưng, răng kề răng, co lưỡi, mắt nhắm, nhìn giữa trung tâm chân mày, ý tưởng trên đỉnh đầu. Sau khi nguyện á, thì chúng ta xá ba cái nhưng mà nhớ không có khom lưng, xá chỉ bằng xá bằng cái tay thôi nhưng mà cái lưng vẫn giữ thẳng. Khi mà nguyện xong xá xong rồi đó, khi mà nguyện xong xá xong rồi á thì chúng ta mới bắt đầu qua cái thực hành cái pháp soi hồn. Và khi soi hồn á, chúng ta trước tiên á, phải đút hai cái ngón tay cái vô bên trong lỗ tai trước. Và phải đút ngón tay cái vô lỗ tai như thế nào mới là đúng. Cái đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải kiểm soát luôn nữa. Tại cái đó là một trong những cái mà chúng ta có thể làm sai. Khi mà đút cái ngón tay phải đút như thế nào mới đúng. Xin các anh cho biết, anh chị cho biết. Dạ, xin chào bạn đạo. Tôi tên Vĩnh Thủy. Thì trong câu hỏi nãy tôi xin trở lại là có bạn đạo, tất cả bạn đạo đều biết là khi chúng ta ngồi xoay về hướng Nam, nhưng mà tại sao chúng ta phải tắt đèn? Người tôi không hiểu là tại sao phải tắt đèn. Thứ nhất, có nhiều bạn nói là tắt đèn để dễ thấy ánh sáng. Như vậy khi chúng ta ngồi ban ngày chúng ta không cần tắt đèn, và ánh sáng của thái dương thì chúng ta cũng thấy ánh sáng không? Tôi xin hỏi quý bạn đạo trả lời giùm. Xin dưới hội trường có ai đóng góp, xin mời anh Trịnh Quang Thắng lên đây trả lời giùm câu này. Thưa chư vị, quý vị đạo hữu, anh bảo anh cho ngồi yên dưới mà anh kêu lên để trả lời câu, trong khi đó anh còn đòi hỏi đóng góp. Thưa quý vị đạo hữu, cái chuyện mà chúng ta phải tắt đèn đó là bởi vì cái mí mắt của chúng ta nó rất là mỏng, cho nên ánh sáng có thể xuyên qua mí mắt chúng ta được. Vì vậy ánh sáng đó nó sẽ dao động lên cái gọi là cái thầy tiên của mình, tức là cái không, cái võng mạch đằng sau mắt của mình đó. Thành do đó cho nên nó kích động vào cái dây thần kinh của mắt. Thì khi đó, đứng về khoa học mà nói, tất cả những người khoa học đã nghiên cứu, những người ngồi thiền bất cứ phái nào, khi mà họ vào nhập định thì làn sóng não alpha nó nổi lên. Nếu như bây giờ chúng ta để
cái ánh sáng nó dao động thần kinh của chúng ta, thì làn sóng não alpha nó không hiện lên, tức là chúng ta không tịnh được. Vì vậy cho nên người thiền làm cái pháp soi hồn để ổn định thần kinh thì không nên làm dao động cái thần kinh của chúng ta. Tôi xin vắn tắt vì nếu không tôi không để mà thiếu thời giờ. Xin cảm ơn anh Thắng. Cho nên khi mà chúng ta nói tiếp, giờ xin mời anh lên đây, anh đừng xuống nữa nha. Dạ xin lỗi với bạn đạo, tôi không rành về khoa học lắm. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải nhắm mắt, thì bắt buộc người ta cần có sự tối để thấy sự sáng, tức là chúng ta đi từ tối ra sáng. Nhưng nếu trường hợp quý bạn ngồi thiền ban ngày, quý bạn cũng có cảm giác như quý bạn ngồi thiền ban đêm, tôi xin muốn hỏi thắc mắc như thế, quý bạn nào trả lời giùm tôi xin nói. Xin anh nó cho biết rõ là sao ngồi thiền ban ngày vẫn cảm giác như là ngồi thiền ban đêm, nghĩa là cái ánh sáng ban ngày nó không có dao động. Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ kính thưa tất cả các bạn đạo, tôi muốn kéo lại tí xíu để làm gì? Khi mà mình tu thiền không lẽ luôn luôn nào cũng kèm theo cái địa bàn, lỡ khi quên rồi cái không lẽ bạn đạo lại bỏ cái giờ thiền của chính mình. Mình nên khéo léo tí xíu, mình hỏi cái vấn đề hướng đông và hướng tây, thì cái mặt của mình dai vào cái giữa hướng đông hướng tây để mình lấy cái điểm đó làm cái hướng nam và sau lưng là hướng bắc, để cái giờ thiền của mình khỏi lo lắng là sai rồi mình không dâm thiền. Đó là một lẽ. Và phần thứ hai, thầy có dạy là tu thiền pháp lý vô vi khoa học vô vi Phật pháp, là khi ngồi thiền phải tắt đèn. Mục đích để làm gì? Để mình dò biết được điện nó trụ được trung tâm của bộ đầu của mình rồi, thì cái môn đa châu nó phát ra để mình thấy được thời gian của mình thiền nó có cái kết quả ấn chứng. Còn cái ban ngày khi mình ngồi thiền thì nó thanh nhẹ rồi, mình biết rõ là đêm mà mình có môn đa châu rồi thì ban ngày nó cũng là tương tự như vậy, trừ khi nào mà tâm của mình động thì nó là biến thể, nó không phải là mất nhưng mà nó trụ lại trong cơ thể của chính mình. Thì khi mà nó trụ trong thân thể của chính mình thì mình thấy rõ là đúng hay sai, thì mình thấy mắt mình sáng, mặt mình tươi, miệng cười vui vẻ, thân tâm trí trẻ, da vẻ hồng hào, lời nói thanh cao, có sao nói vậy. Thì tức là mình thấy sống trong hồn nhiên và tự nhiên rồi, thì mình không có quan trọng những cái khác nữa. Dạ, kính thưa các bạn đạo và cảm ơn. Dạ, tôi cũng xin đóng góp là khi mà mình ngồi thiền á, ban đêm á, thì đương nhiên cái đó là cái giờ chánh của mình rồi. Mình thiền á, mình tắt đèn á, là để cho mình không có bị cái ánh sáng ở ngoài nó dao động. Thì không ánh sáng không dao động á, thì mình tập trung nó dễ. Còn ban ngày á, thì cái đương nhiên là không có đèn là tắt cái gì nữa, thì mình cũng phải công phu thôi, mình trụ nó lại. Thì khi mà mình trụ rồi thì ban ngày cũng như ban đêm, nhưng mà ban đêm mà nếu mà muốn hành cho nó hiệu quả hơn nữa, giúp mình thêm nữa, chứ không phải là mở đèn thiền không được. Mở đèn thiền cũng được nhưng mà tắt đèn thiền mới dễ hơn vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng lắm trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng á là khi mà chúng ta để cái ngón tay á, như cái câu hỏi tôi đặt hồi nãy á, là khi mà mình đút cái ngón tay cái vô như thế nào cho nó đúng, mà mình phải kiểm soát như thế nào, đút bằng cách nào? Để thẳng vô. Nhưng mà để thẳng làm sao mình biết để thẳng vô vậy? Là không, cái nói về ngón tay cái thôi nha, chưa tới hai ngón kia, đút bằng cách nào mới đúng? Tại có người mình dòm thấy mắt phàm thì thấy cũng đút vậy nhưng mà sai không hay. Sai chỗ nào, biết tại sao sai, tại sao đúng, lúc đó mình đút mới đúng chứ. Bây giờ anh đút vô tôi không biết anh làm đúng hay làm sao, chỉ anh biết được. Mà khi anh biết được anh mới kiểm anh được thôi. Thành ra mà khi mà mình kiểm soát phương pháp công phu cho người ta đó, người ta đút, bạn đạo đút cái tay vô vậy làm sao mà biết được là đúng hay sai? Nó có cái điểm mà mình cần phải lưu ý để cho khi nào đúng hay sai, mà mình khi mình hiểu được rồi đó thì mình mới tự kiểm mình được. Có ai biết không? Thưa, xin mời chị Tâm lên. Tâm. Lâu lâu mới ở bên Úc qua đây được nói mà không chịu nói, lên đây nói. Thưa quý vị, theo tôi, cái đút cái lỗ tai vào là để đừng hướng ngoại, không nghe cái ở ngoài. Cũng như cái nhắm mắt là để mà cái mắt của mình không bị cái ngoại cảnh nó chi phối. Đó.
Thì khi mình nhắm mắt thì mình mới quay về mình, khi mình bịt tai thì mình mới nghe mình. Đó. Thành ra thường thường thì tôi thấy là tôi ví dụ như tôi làm thì mình xoay xoay như anh Duy nói đó, là để nó che kín cái lỗ tai. Nếu quý vị soi hồn lâu rồi thì quý vị có thể bịt tai nhưng mà vẫn nghe tiếng ở ngoài. Khi mà mình định ấy, thì không nghe, dù bỏ tay ra cũng không nghe. Nhưng mà nãy giờ chưa có ai nói là bây giờ mình đút tay vô làm sao mình biết trúng ai biết sai, cơ mà nó cái lý do tại sao mà đúng tại sao sai. Xin mời chị Tâm lên. Dạ, xin mời chị Mỹ Kim lên luôn. Chương trình này tôi nghĩ là lúc đầu dự trù có một buổi nhưng mà tôi nghĩ chắc phải làm luôn sáng mai mới hết được. Mình có hai lỗ tai mà biết mãi không được. Hấp dẫn quá, chắc ngày mai phải tiếp tục quá chứ một buổi chắc không đủ đâu. Một buổi chưa hết soi hồn nữa mà. BM xin phép trả lời trước nha. Tâm đi từng bước chút, tại nãy giơ tay nhưng mà tại anh bảo không thấy. Cái phần lúc nãy mà nói vấn đề nhắm mắt á, thì theo như Tâm biết là anh Trịnh Quang Thắng lúc nãy có nói là để tránh cái dao động. Tâm có một lần Tâm bị cái bệnh gọi là chóng mặt á, tức là tự dưng cái ngồi thì nó say sẩm cái mình té. Thì bác sĩ ở bên Úc mới gửi Tâm đi chuyên khoa. Thì chuyên khoa nó mới gửi, nó bắt mình là đi vào nó đổ nước trong lỗ tai mình á. Mà nó bắt mình phải mở mắt để mà mình nhìn nó. Rồi khi nó coi là cái sóng trong cái nước trong đến mắt quân bình á, thành nên bị cái tình trạng đó. Thì khi Tâm lên cái bàn, Tâm nói bây giờ coi như xác này kể bỏ. Mình nghe thầy như vậy là khi mà chúng ta thiền đó, thì chúng ta đi vào nhà thương hay là đi bác sĩ á, thì chúng ta niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, rồi mình nhìn vào cái giữa trán của cái người thầy bác sĩ mà chữa cho mình á, thì hy vọng người ta có sáng suốt, người ta trị cho mình. Thì lúc đó Tâm chỉ nhớ được như đó thôi, thì Tâm chỉ nhìn ngay cái trung tâm cái chân mày của cái người chữa bệnh cho mình, rồi Tâm niệm Phật. Thì sau cái thì họ mới gắn cái điện cái tâm đồ trên đầu của mình á, rồi nó chạy ra cái làn sóng giống như là mình coi phim hay thấy là cái nó nhảy lên vậy nè. Một điều rất là lạ là khi ra cái bản đồ đó rồi á, thì người ta lại, cái cô đó có lại có hỏi Tâm là lúc nãy giờ mày làm cái gì? Thì Tâm mới nói là nãy giờ tao thiền. Cô nói là mày mở mắt, mà sao mày nói mày thiền? Thì Tâm nói tao thiền mà tao mở mắt được. Thành ra Tâm muốn giải thích cái chỗ của anh Thắng nói lúc nãy á, đôi khi chúng ta nhắm mắt mà chúng ta động, mà đôi khi chúng ta mở mắt mà chúng ta không có động. Cái đó là cái của Tâm đi qua được á. Thực sự lúc đó mình buông rồi, không biết sao mà mình làm được điều đó. Thì cô nó giải thích, cô nói là nãy giờ trong cái biểu đồ hiện ra là mày đang ngủ chứ mày không có thức. Thì nó rất là kỳ diệu, mình không bao giờ mình nghĩ tới điều đó. Đó là vấn đề cái mắt, thành Tâm nghĩ rằng là cái ánh sáng á, băng như anh Bảo nói là tối mình thiền, mình tắt đèn để cho nó khỏi sáng. Tránh dao động, tại tránh vì động. Nó hỗ trợ cho mình thôi chứ không phải là cái vấn đề mở đèn thiền không được. Cho dạ. Nên mình đừng có lẫn lộn là mở đèn không được. Nhưng mà dạ. Mình tu mình cần tất cả những cái điều kiện nó hỗ trợ cho cái cuộc tu của mình, cho nên mới dặn là tắt đèn. Dạ. Mình mở đèn cũng được nhưng mà không bằng tắt đèn vậy thôi. Dạ. Em nghĩ tắt đèn cũng loại là mình khỏi tốn điện, khỏi trả tiền, không đỡ. Cái đó đỡ tiền điện thôi. Dạ. Không có đỡ tiền điện. Rồi đó. Còn cái vấn đề thứ hai lúc nãy là nói vấn đề mà đút tay vào lỗ tai á, thì cái năm ngoái khi mà lớp học của anh Hào Tu Hiền á, để mà chỉ công phu á, thì có một điều rất là thú vị là học là chắc là quý vị có nhớ là bạn đạo mình á, vào là thò lỗ tay, tay vào cái ngón tay vào lỗ tai, ngoáy một cái cho nó chắc cái đã. Cái điều đó là đã được chỉnh hồi đại hội kỳ rồi, là không có ngoáy vô nữa mà chỉ để chặt vào lỗ tai để chúng ta không nghe được tiếng động. Đó là cái điều Tâm nhớ được, không biết là còn ai muốn bổ túc gì không? Dạ, thì xin lỗi chị Kim cho em nói chứ. Dạ, xin lỗi, kính thưa cô bác và quý vị. Dạ, kính thưa bà trên. Thì hồi nãy thì đáng lẽ là con trả lời cái câu này rồi, nhưng mà hồi nãy điển nó rút, thành ra con chỉ ngồi yên lặng để mà hưởng cái thanh điển. Thì bây giờ thì điển hết rút rồi, thì con xin trả lời. Thì trả lời cái sự câu hỏi của này. Thì cái phương pháp soi hồn là cái mặt pháp của vô vi, cũng như anh Vượng vừa nói qua đó, tại sao mà mình để cái ngón tay vô trong cái lỗ tai. Mình để cái ngón tay vô trong cái lỗ tai là mình bịt lại để mình đừng có nghe cái chuyện đời.
rồi mình tại sao mình để cái con tay trỏ này ngay cái giữa cái bàn tay đây, thì ngay chỗ này nó có cái sợi dây gân, thì cái quyệt nghỉ của mình nó nằm ngay chỗ này, thì cái pháp vô vi dạy cho mình chẳng để cái con tay trỏ đây chấn cái quyệt dây gân như đây, khi mà mình cắn cái răng ấy, thì ngay chỗ này nó động động vô đây, thì thành ra cái pháp vô vi mình dạy cho mình để ba cái quyệt chánh ngay con mắt, để mà nhắm con mắt lại, đừng có nhìn cái con mắt đời mà nhìn con mắt đạo, rồi mình để cái ngón tay trỏ đó ở trên giữa bàn tay để mà mình chấn lại cái ý nghĩ của mình về những cái ý nghĩ đời, mà mở ra cái ý đạo. Mà dạ, cũng tại sao mà mình cong cái lưỡi cắn cái răng lại, để mình đừng có dùng cái miệng đời mà dùng cái miệng đạo. Thì cái phương pháp soi hồn nó, thì nó nằm trong cái mật pháp ở trong đó. Thì pháp soi hồn thì pháp lý rất diệu thâm, cắn răng cong lưỡi ngậm miệng thầm, bịt mắt bịt tai không mà thấy, pháp thần chỉ rõ ráng công phu. Thì cái phương pháp soi hồn là cái mật pháp nằm trong đó, cũng như anh vừa thưa qua. Xin lỗi anh là cái hơi dài dòng, là tại vì tôi hỏi cái câu hỏi nó rất là chính xác, là mình đút ngón tay cái vô mình phải biết làm sao đút cho đúng. Cái soi hồn là chưa đặt tới câu đó mà anh trả lời cái câu đó, là bây giờ cái hỏi có câu tại sao lúc mà mình đút cái ngón tay cái vô làm sao mình biết đúng hay đút sai, mà mình phải kiểm soát bằng cách nào. Câu hỏi rất là chính xác, anh trả lời chính xác giùm cho đỡ mất thì giờ, chứ nếu không ngày mai mình cũng chưa xong ạ. Thì cái phương pháp chỉ cho mình đặt cái ngón tay vô ngay cái lỗ tai để mà anh biết hay không biết. Anh biết tại sao mà mình kiểm như thế nào à? Không biết, nếu không biết thì để cho chị Mỹ Kim trả lời. Mỹ Kim xin rất là ngắn gọn. Mình bịt vô đó để mình biết là mình đừng có ấn sâu quá hay cạn quá. Thứ nhất á, là nó kín, mà muốn mình biết là nó đúng hay không, cái điển trỗi lên bộ đầu, phải nghe tiếng điển là phải có cái tiếng đó. Khi mà mình quen rồi, mình lâu đời rồi đó, thì nó sẽ không cần tiếng nữa. Nhưng mà đối với những người mới tu á, mình tới mình kiểm người ta, mình nhắc cho họ đút vô thở, mới tu họ không biết đút sâu bao nhiêu và cạn bao nhiêu, mình chắc là đút làm sao mà nghe được tiếng điển trỗi lên bộ đầu, thì Mỹ Kim chỉ góp ý đoạn đó thôi. Dạ, xin cảm ơn chị Mỹ Kim. Dạ, xin cảm ơn anh Lợi. Thì cái điểm quan trọng mà chúng ta đây là một cái điểm mà cần kiểm soát á, là mình phải hiểu bích vô như thế nào á. Mình hiểu rồi mình dễ kiểm soát lắm. Tại mình vừa kín thôi để cho nó phóng xạ vô bên trong, nghĩa là cái luồng điển mình nó dội ngược lại bên trong, mà mình vừa kín thôi. Tại vì nếu mình vừa kín thôi á, kêu là bế quyệt. Mà nếu mình ép mạnh quá nó là đả quyệt. Đã quyệt thì nó ép mạnh quá thì nó động cái thần kinh ở bên trong. Thì lúc đó thay vì nó có hiệu quả, nó lại nguy hại cho cái bên trong. Tại mình ép mạnh quá mình không hay. Nhiều khi mình ra mình cái điểm đó mình phải coi chừng, mình tự mình biết à. Tự mình biết là mạnh hay quá mạnh. Vừa kín hết nghe bên ngoài là đủ rồi. Mà mình lại cố gắng đẩy mạnh thêm là nó động cái thần kinh bên trong, nó không có tốt. Nó thành ra nó hại rồi. Thì khi mình đưa hai cái tay ngang vai, mình đưa lên vậy á, để vô, vừa để nhẹ vô là nó vừa rồi, đừng có ấn thêm nữa. Ấn thêm nữa, nhiều khi mình không có để ý, mình ấn thêm nữa thì nó động cái thần kinh ở trong đó, nó không tốt. Đủ cách biệt, khi mình bịt kín rồi thì nó đủ cách biệt những cái chấn động ở bên ngoài, và nó phát triển cái chấn động lực ở bên trong thanh nhẹ, trong tâm thức của mình, lúc đó mình thăng hoa lên. Đó là cái một trong những điểm mà khi soi hồn mình cần phải kiểm là như vậy. Thì theo tôi thấy thì cái chương trình này không biết các bạn thấy có hấp dẫn không, muốn tiếp tục hay không. Yeah. Thì thời gian ngày hôm nay thì có hạn, tôi nghĩ là ngày mai sáng chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình này cho nó hết cái phần phương pháp công phu, nhắc lại những cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ rõ, hiểu rõ rồi đó thì tự mình kiểm thôi, chứ không cần ai kiểm cho mình hết, mỗi đêm mình tự kiểm. Thì chương trình thì cũng tạm ngưng ngay đây. Ngày mai chúng sáng chúng sẽ tiếp tục. Và xin các bạn lưu ý là đây, không biết ban tổ chức có điều gì thông báo không? Xin mời lên đây. Dạ, xin mời, cảm ơn các anh chị. Dạ. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Dạ,
kính thưa quý bạn đạo, thì chương trình chúng ta, cái mục đích của cái chương trình này là để chúng ta nắm vững những cái kỹ thuật mà để về tự kiểm lấy cái phương pháp cung phong của mình hàng đêm. Thành ra mình có, dù mình có tu lâu, mình có nhiều cái sự tiến bộ, nhưng mà mình vẫn không quên cái căn bản của mình. Mình phải hiểu rõ cái căn bản kỹ thuật tu thiền của mình, để khi mà mình có duyên chỉ cho cái người mới vô tu, họ cũng được nắm vững cái pháp để hành, để tiến như mình. Cho nhiều khi mình lấy cái trình độ của mình đã tu lâu rồi, mình đem xuống mình chỉ cho người mới, thành ra nhiều khi nó hư đi, nó không có giống với cái căn bản tu hành của mình. Cho nên mình cần phải hiểu rõ cái kỹ thuật của tu hành của mình và những điểm nào cần phải kiểm soát để mình về tự kiểm. Thì ngày hôm qua chúng ta đang bàn về cái soi hồn, thì nhắc lại là đã đưa cái cách nào mà để đưa cái ngón tay cái bít vô cái lỗ tai, là nên bít vừa đủ kín để mình không nghe tiếng động bên ngoài thôi, đừng có ấn mạnh, vì ấn mạnh nó sẽ động tới thần kinh ở bên trong, nó không có tốt. Bây giờ xin hỏi các anh chị em ở trên này, tại sao mình chặn nhẹ, chặn mí mắt xuống một chút và hai ngón tay trỏ chặn lên huyệt đồng tử liêu, nghĩa là hai cái điểm ngay mí mắt, hai điểm ngay mí mắt và đồng tử liêu. Trước hết là tại sao mà mình khi mình chặn ngay đây á, mình phải chặn cái mí mắt xuống một chút? Tại sao mình phải chặn cái mí mắt xuống một chút? Khi mà mình chặn ngay cái mí mắt á, mình phải chặn cái mí mắt xuống một chút. Dạ thưa, theo ý tôi, chứ tôi không có biết nhiều. Chặn cái mí mắt trước để cho mình nhắm mắt lại, để cho mình đừng có hướng ngoại, nó khích mắt lại. Dạ. Dạ, yeah, xin cảm ơn bác. Thì bác nói rất là đúng, là khi xin các bạn cho một tràng pháo tay. Là thầy thường nói đó, mình là người sống ở đời con mắt hay mở ra hướng ngoại lắm. Khi mình vô tu thiền á, mình nhắm mắt lại, nhưng mà phải chằn nhẹ chút cho nó kín con mắt, không có mở mắt ra ngoài, mình hướng về bên trong. Thiền là lúc đó mình đóng cửa thế gian để mình mở về bên trong mình, cho nên mình chằn cái mí mắt xuống chút. Rồi hai cái một cái thì ngay chỗ mí mắt, một cái ngay cái huyệt đồng tử liêu, hai cái đó nó phải chằn nhẹ thôi, để nhẹ lên thôi, chứ không có, cũng như là bít lỗ tai nó không có đè mạnh, tại vì nhiều khi mình quên nó, mình đè mạnh đó, thay vì nó là bế huyệt để cho cái điển nó hội tụ ngay cái trung tâm chân mày và nó phun lên đi đầu đó, thì nó sẽ thành là đã huyệt là cũng như là mình động nó trong, mình bích nó lại chứ nặng quá mình đã nó, chứ không phải là mình bế sơ sơ. Thành ra các bạn lưu ý khi soi hồn có những điểm quan trọng, khi mà về tư thế mà để tay là hai mấy ngón tay bích vô và để chặn mấy cái này, nó hoàn toàn là nhẹ thôi, vừa đủ thôi, đừng bao giờ đè mạnh hết. Và cái mà sai lầm mà chúng ta thường làm là cái tay không có dang ngang. Nhiều khi mình để xuống vậy hoặc mình để ra trước, nó không đúng, nó cần phải dang ngang. Dang ngang thì lúc đó nó mới là đúng. Và cái đó là cái về cái động tác bên ngoài thôi, về cái chú ý bên trong nữa. Thành ra nó coi vậy chứ một cái pháp của mình á, có nhiều điểm phải kiểm soát lắm. Khi mình bước vô, mình bắt đầu soi hồn á, là kiểm soát về cái tay trước. Sau đó cái trí ý mình phải như thế nào, xin các bạn cho biết. Trí ý bên trong đó, người kiểm soát đâu có biết được, chỉ có người nào tu thiền người đó mới biết được thôi, mà biết được mới tự kiểm được. Thì xin các bạn cho biết lúc đó cái tâm ý mình phải tập trung như thế nào. Em nghĩ là mình tập trung ngay trung tim chân mày, phải dòng thẳng đặng mình, rồi ý thì mình hướng ở trên đỉnh đầu. Dạ, chị Thuyết nói đúng, xin chị cho một tràng pháo tay. Nghĩa là mình hai cái đó mình phải làm một lúc. Một lúc là mình phải ngó thẳng, chú ý từ trung tâm chân mày phóng tới đằng trước. Và một cùng lúc mình nghĩ trên đỉnh đầu, mình lắng nghe cái điển trổ trên bộ đầu mình. Hai cái đó phải làm một lúc. Nghĩa là vừa phải canh cái lưng nè, cổ nè. Cổ cũng phải thẳng nữa, chứ mình ngồi thẳng lưng mà cái cổ cụp xuống về là cái luồng điển nó cũng không đi lên. Hai cái tay phải dang ngang và không có đè mạnh. Và cùng lúc nhìn giữa trung tâm hai chân mày bằng ý phóng ra đằng trước và trí tập trung đến đầu. Mà phải làm vậy trong suốt cái thời gian mà mình soi hồn mới được.
nhiều khi mình vô mình làm chút xíu rồi mình thả lỏng thì tự nhiên cái tâm trí mình nó dễ bị động loạn lắm. Mà nếu mà có lỡ bị động loạn quá thì chỉ có cách là niệm Phật. Đó thì cái đó là cái kiểm soát về cái tự kiểm về cái soi hồn. Có một câu hỏi khác, khi mà mình soi hồn sao tối thiểu bao nhiêu và tối đa bao nhiêu? Dạ, con xin kính lạy chư vị bề trên, Đức Thầy và tất cả quý bạn đạo ở đây cùng toàn thế giới. Dạ, như cái câu hỏi vừa rồi anh Bảo vừa hỏi đó là coi như là soi hồn phải không? Soi hồn mình soi pháp soi hồn mình soi ít nhất là bao nhiêu ít phút nhất. Và nhiều nhất là bao nhiêu phút? Yeah. Thì qua mấy năm mà em hành cái pháp này á thì em nghe băng thầy và đọc sách rất là kỹ, thì thầy và ông Tư có nhắc á, là soi hồn á, ít nhất á, là phải 5 phút mà không quá 15 phút. Dạ, yeah. Yeah, xin cho anh một tràng pháo tay. Thành ra cái pháp mình á, không phải mình muốn làm gì làm, cái này có mừng có mực có thứ, có nót hết. Thành ra đường đi của bên trên đã truyền cho mình có pháp rất là chính xác, mình không nên sửa đổi. Tại vì trong quá khứ có một số bạn đạo ngồi soi hồn thì thấy thoải mái thì nói soi hồn luôn nửa tiếng, một tiếng. Nhưng mà cái đó trong kinh nghiệm cho thấy cái đó nó có hại hơn là có lợi. Thành ra mình đừng có tham cái chuyện đó, nó không có đúng. Người cái pháp mình dặn như thế nào thì mình làm như thế đó, mình đừng có sửa. Tại mình sửa nhiều khi nó có những cái tác động không có tốt cho mình. Thì cái đó là mình đã thấy có xảy ra rồi chứ không phải không. Mà khi mà mình soi hồn á, mà lỡ mình có ngưng rồi đó, nghĩa là mình bỏ tay xuống rồi đó, mình có nên nhiều người muốn tiếp tục soi hồn trở lại như vậy có được hay không? Nghĩa là soi hồn ví dụ mới có 5 phút rồi, giờ muốn bỏ xuống rồi muốn soi hồn trở lại có được hay không? Cái câu hỏi đó thì tôi xin trả lời như thế này, hoặc là mình cầu nguyện trở lại thì soi hồn trở lại, hoặc là mình tiếp tục đưa tay theo cái động tác mà chỉ dẫn thì tôi thấy có thể được. Thì theo thầy dạy thì không được. Khi mà chúng ta mà soi hồn, một khi đã bỏ tay xuống rồi là phải qua pháp luân thường chuyển chứ không có nên soi hồn trở lại, nghĩa là cái chu kỳ nó đã xong rồi, mình không có nên trở lại. Em nghĩ là một khi mà mình thiền một thời gian, thí dụ như một tiếng hay cái gì xong rồi đó mà mình xả rong rồi đó thì mình làm lại được, chứ không có làm 15 phút rồi ngừng, bỏ tay xuống rồi làm lại. Không có nên, khi mà mình đang công phu mà nguyên đợt vậy đó, khi mà mình vừa mới soi hồn xong mình bỏ tay xuống không nên soi hồn trở lại, là phải tiếp tục qua pháp luân thường chuyển liền. Cái đó là những cái câu hỏi vấn đáp mà bạn đạo thường hỏi, và thầy cũng có đã đáp lại những cái câu hỏi đó. Thì các bạn cũng nhớ rõ là bây giờ về tự kiểm là có mấy điểm phải kiểm đó, là nhớ kỹ mấy cái đó thì tự kiểm được rồi. Mấy cái đó chỉ có các bạn tự kiểm thôi chứ không ai kiểm giùm các bạn được hết trơn. Một khi mình nhớ mình hiểu rồi đó thì dễ lắm, nhưng mà phải tập. Mỗi đêm vô thiền là phải tự kiểm, chứ mình thả lỏng là nó làm hồi nó trật. Dù cho tu mấy chục năm đi nữa mà vô mà soi hồn mà không có để ý thì cũng làm trật, tại nó nhiều chuyện mình phải làm một lúc á, vừa tay vừa đầu trí ý, mình trí ý cũng phải phân hai cái, một cái ý nhìn giữa ý ngó thẳng ngay trung tâm chân mày và cùng lúc tập trung trên đỉnh đầu lắng nghe điển dạy trên bộ đầu, nó hai cái lận, đó là về phần ý không, mà còn về phần tay thì cũng phải để ý. Thì sau khi chúng ta soi hồn xong á, thì hạ hai cái tay xuống. Thì cái tư thế mà ngồi pháp luân thường chuyển, về qua cái pháp luân thường chuyển thầy thường nhắc, nội trong ba pháp á, cái pháp luân thường chuyển nó là quan trọng nhất, mà nó cũng khó nhất, mà nó là rất là quan trọng. Thì cái tư thế ngồi thiền trước hết là cái chưa bước vô thở, cái tư thế ngồi thiền nó phải như thế nào? Xin các bạn cho biết là mình cần phải kiểm cái gì khi mình bước vô chưa có bắt đầu thở đó, mà mình phải làm cái gì trước? Ok, anh vừa rồi anh hỏi là coi như trước khi mình soi hồn. Nghĩa là sau khi mình soi hồn xong ha. Dạ. Yeah. Sau khi mình soi hồn xong mình bỏ hai cái tay xuống ha.
Rồi lúc đó mình bắt đầu sửa soạn để bước qua phần pháp luân thường chuyển đó. Cái tư thế của mình như thế nào, những điểm nào mình cần phải kiểm soát? Dạ, như theo em đọc sách và coi coi băng của ông Tư và ông Tám dạy á, thì phải ngồi lưng phải thẳng và để tay lên trên cái đùi như vậy. Yeah. Và cái gối tay đây nè là phải sát vô nách trước khi làm pháp luân thường chuyển. Yeah. Như vậy thì cái luồng điển nó thông, tại vì lưng mình thẳng nó đi lên nó thông hơn. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Thì khi mình bỏ hai cái tay xuống đó, thì hai cái cánh tay mình xếp lại khít vào ba sườn. Hai cái cánh tay mình phải để khít vào ba sườn bản thể để kèm cho cái vũ trụ, là cái xương sống nó không lúc lắc. Như là vô là cái tư thế của mình là block nó rồi, chặn nó lại rồi, kèm nó lại rồi để cho cái xương sống mình nó thẳng, giữ thẳng, cái đó là quan trọng lắm. Giữ thẳng nên nó không có lắc. Đầu cũng không được mà lung lay nữa, lấy sự ngay thẳng của vũ trụ. Vô đó là cái gì cũng phải ngay thẳng hết trơn. Và một khi mà mình đã kèm xong rồi đó, răng kề răng nhẹ, lúc đó cái tác dụng của cái răng kề răng nhẹ nó là cái gì các bạn biết không? Lúc đó mình vẫn giữ răng kề răng nhẹ, nhưng mà lúc đó cái răng kề răng nhẹ nó có một cái tác động rất là đặc biệt. Cái này hơi khó, chứ ít ai để ý. Nhưng mà cái này là cũng là thầy cũng có giảng rồi. Dạ thưa, nó đóng cái phần xương, em không biết gọi là cái gì phía sau này, để dạ, mình khỏi bị âm khí xâm nhập. Cái đó thì cái đó là cái thường xuyên nó là như vậy, mà trong lúc mà mình bắt đầu pháp luân thường chuyển nó có một cái tác dụng khác nữa. Dạ, cái đó là cái nó thường xuyên là mình cắn răng kề răng coi lưỡi, là cái đó là mình đã nói ngay lúc đầu là nó có tác dụng đó, nhưng mà lúc mà mình bước vô cái pháp luân thường chuyển nó có một cái tác dụng khác nữa. Thành ra mình cái này mình đào sâu về cái pháp luân thường chuyển này để mình hiểu thôi. Cái này cũng hơi khó, thì tôi đọc, xin đọc câu trả lời nha. Thì lúc mà mình răng kề răng nhẹ, mình làm cho các cái thứ điển nó trong bản thể nó có sức khai thiên môn. Các thứ điển bản thể nó bắt đầu nó nhẹ rồi. Và lúc đó thì nó có tác dụng là nó ngậm răng kề răng, ngậm miệng răng cắn nhẹ để làm cho mấy huyệt gân toàn bản thể phải ứng phó cử động khi có lệnh. Đọc lại nha, ngậm miệng răng kề răng cắn nhẹ nhẹ để làm cho mấy huyệt gân trong bản thể phải ứng phó cử động khi có lệnh. Thành ra lúc tại sao mà mình hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên màu đầu, khi bước vô mình phải nhớ là mình phải hạ lệnh. Tại vì lúc mà mình răng kề răng á, là nó đang chờ tất cả huyệt, đang chờ mình hạ lệnh để cho tất cả chuyển động, tất cả nguyên cả một cái tiểu thiên địa mà. Thành ra cái phần đó nó rất quan trọng. Mình đã sửa soạn sẵn rồi, răng kề răng ngậm nhẹ là nó đang chờ sẵn, là cũng như là sẵn sàng rồi đó, đi chờ cái lệnh. Cái lệnh là cái gì? Cái lệnh là lúc mà mình hạ lệnh đó, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Thành ra nhiều khi mình thiền, mình pháp luân một thời gian cái mình quên hạ lệnh đi, cái đó nó không đúng. Hạ lệnh cũng là một trong những cái kỹ thuật để cho mình làm pháp luân thường chuyển, mà mình không hạ lệnh là mình đã thiếu sót một phần trong cái phương pháp công phu của mình rồi. Thành ra trước khi mà mỗi hít vô mỗi hơi thở là mình phải hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, lúc đó bắt đầu hít vô. Đó là cái về cái phần mà tại sao mà mình phải, cái lệnh là cái gì? Cái lệnh là khi mình hít hơi vào động hết gọi là lệnh. Mình hít hơi vào là nó động hết ở bên trong, nó chuyển động hết ở bên trong để nó thanh lọc, nó đưa cái luồng điển lên, cũng như mình nổ máy vậy đó, cũng như là cái nổ cái máy động cơ mà để cho cái bắt đầu nó làm việc mạnh đó. Thì cái đó kêu bằng lệnh. Thì lúc đấy chúng ta hít hơi vô bằng lỗ mũi nhẹ nhẹ, hít vô đầy rúng đầy ngực, rồi tiếp tục lên tới bộ đầu. Như vậy nó mới bắt đầu nó khai mở. Và cái quan trọng của cái hít thở là mình, các bạn cũng biết là khi mình hạ lệnh xong thì mình hít vô đầy rúng đầy ngực trên bộ đầu. Nhưng mà
cái đặc điểm của cái mình phải làm, mình hít bằng cách nào để cho cái pháp luân thường chuyển mình nó có hiệu quả, nó có một cái bí quyết để cho mình cái hơi, mỗi cái hơi của mình nên là nó có tác dụng để cho mình mở. Trong cái chuyện của pháp luân thường chuyển thì hít hơi vô, cố gắng hít cho lâu chừng nào tốt chừng đó, đến khi nào mà mình hết sức hít vô thì cố gắng để mà đem cái hơi đầy rúng đầy ngực để tung lên bộ đầu. Mà cái khúc nào là quan trọng nhất theo bác, cái khúc nào là nó quan trọng nhất để mở á? Tại vì hít hơi vô thì ai cũng hít là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu hết hơi rồi mình thở ra, nhưng mà cái khúc nào nó quan trọng nhất, cái khúc nào mà nó khó nhất mà mình phải cần kiểm á? Cái đó chắc là cái phần hít thở về phía sau, khi mà mình hết hơi thì thấy cảm giác nhận là mình hết hơi đó. Thì xin các bạn cho bác một tràng pháo tay. Cái quan trọng là khi mình hít vô đầy rúng đầy ngực tung vào, mình phải hít đến khi nào mình hết hít được đó, lúc đó mình mới bắt đầu thở ra lại. Khi mà phải ráng hết mức, nghĩa là ráng hết mức nhưng mà đừng có đi quá trớn, tại vì mình đi quá trớn nó qua cái nín thở. Thành ra mình phải canh ngay cái lúc mà mình vừa hết hơi á, vừa hít vô hết được á, thường thường nó hay lắc một cái á, là mình vô hết nổi rồi đó. Thì lúc đó mình phải ráng đẩy tới cùng, nhưng mà đừng có đẩy quá, nhiều người đẩy quá thành ra nín thở. Nín thở là không có tốt, tại vì mình thiền pháp luân thường chuyển là cũng như cái bánh xe nó quay vậy, nó phải tròn. Nó vừa hết hơi là bắt đầu, vừa hít vô hết được là phải thở ra liền. Nhưng mà khó là cái khó cái chỗ mà mình canh ngay cái lúc mà mình ráng hết mức mà mình đừng có cho nó nín thở. Thì lúc có nhiều khi cái bộ đầu mình nó lắc một cái. Thành ra thầy nói phải công phu mà thở ra cũng vậy. Khi mà mình thở ra hết, phải thở cho nó cặn đáy, nó đẩy ra hết, lúc đó nó mới bắt đầu có tác dụng. Do nhiều khi mình thở ra mình tưởng hết nhưng mà nó chưa có hết. Nhiều khi mình hít vô mình còn hít được nhưng mà mình ngưng rồi. Mình không hay là mình chưa thử, mình không có để ý thì mình tưởng là nó đầy rồi, nhưng mà thiệt ra nó chưa đầy. Mà khi mình thở ra hết cũng vậy, mình tưởng nó thở ra hết rồi nhưng mà thiệt ra chưa có thở hết. Thành ra cái bí quyết của mỗi hơi thở pháp luân thường chuyển của mình phải lưu ý cái vấn đề đó, rồi từ từ mỗi ngày mình luyện tập, chứ không phải một sớm chiều mà mình làm được đâu. Cho nên ta kêu là luyện đạo là mỗi đêm phải luyện, phải ráng, coi cũng như mình là người mới bước vô tu vậy, phải canh chừng, phải luyện, chứ không phải không có thể nào ý y là mình là người tu lâu mình làm là đúng đâu. Như là mình không để ý là mình làm sai liền, chứ không có chắc gì đúng. Không có người tu lâu ở trong vô vi được, ngày nào cũng phải luyện. Luyện là phải coi chừng, coi có đúng không. Dạ thưa các bạn, cho biết là thở pháp luân thường chuyển mấy hơi? Dạ. Đúng rồi, 6 hơi. Thầy nói đó, trên nguyên tắc á, nếu mà mình thở đúng như mà thầy dạy á, 6 hơi là ngất ngư rồi, 6 hơi là đủ rồi. Nhưng mà nhiều người muốn làm thêm á, thì thầy nói 12 hơi là tối đa. Nhưng mà làm nhiều hơn nữa không có ích lợi gì, nghĩa là mình thở không có đúng cho nên mình mới thở thêm nhiều được. Mình thở không đúng cho nên mình mới thở hơn 12 hơi nổi, chứ mình thở đúng là 6 hơi là tối đa, hết thở nổi rồi. Để đọc cái kết quả của mà khi mà mình hết thở được á, thì tự nhiên nó bừng sáng cái tâm mình, thầy nói vậy. Thành ra mình phải đẩy cho nó tráng đầy ngực tung lên bầu cho thở hết được, nghĩa là hít hết vô được á, thì lúc đó nó mới bừng sáng cái tâm mình, lúc đó cái đó là cái khuyết để cho nó mở. Có nhiều người bạn đạo thiền một thời gian rồi thì nói là nhiều khi tôi hít cả tiếng đồng hồ, nhiều khi hít cả giờ đồng hồ, hít vô không á, cả giờ đồng hồ. Không biết các bạn ở đây nghĩ sao? Trả lại. Xem. Nghĩ chắc bạn đạo đó chắc ngủ mất rồi. thì thật sự nó như vậy đó, là mình không thể nào khi mà mình thở đúng mà mình hạ lệnh thở đầy ngực đầy đúng tinh bộ đầu á, thầy á, thì cái hơi thở của thầy ở đó thì khoảng hít vô thở ra chừng 1 phút rưỡi là tối đa. Thầy cũng có giảng về cái vấn đề đó, thầy nói người nào mà nó hít vậy á, bây giờ muốn thử dễ lắm. Mình lấy miếng bông gòn mình để ngay cái mũi của họ, hít vô mà hít vô thì nó dính phải không, mà hết hít nổi thì tự nhiên rớt ra.
Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mình tưởng là mình còn hít, nhưng lúc đó mình hết có làm pháp luân thường chuyển rồi. Mình tưởng mình làm pháp luân thường chuyển nhưng mà lúc đó mình đã ra khỏi pháp luân thường chuyển rồi. Cái đó về cái hít mà nói hít cả giờ đồng hồ là cái chuyện đó nó không có đúng. Hết làm pháp luân thường chuyển rồi. Chỉ có câu hỏi bạn đạo hỏi thầy, lúc mà mình thầy nói thở tung lên bộ đầu, cái đầu nó lắc, lúc đó mình phải kềm hay không? Nhiều khi mình thở hết hơi tự nhiên cái đầu nó lắc vậy, mình phải kềm hay là mình để thả lỏng? Dạ đúng rồi, là phải thả lỏng. Lúc đó mình thở hết hơi tự nhiên lắc, thầy nói thả lỏng, lắc rồi nó trụ. Thầy nói là thay kệ thả lỏng cho nó lắc. Nó lắc rồi nó trụ, nó lắc là nó chưa có thông lắm cho nên mới lắc. Khi mà nó thông rồi tự nhiên nó trụ. Sau khi mà mình trở về trung ương Phật Pháp rồi đó, nó méo một chút xíu cũng không được, là lúc đó tự nhiên nó ngay thẳng. Tự nhiên phải ngay thẳng, tự nhiên ngó ngay thẳng, cái gì cũng phải ngay thẳng khi mà thông rồi. Thì cái lắc là chỉ giai đoạn tạm trong một thời gian nào thôi. Dạ, xin mời anh lên. Dạ, tôi tên là Trần Hùng Đạo, ở đảo Réunion. Và theo như tôi nhớ đó, thì thầy có nói là hít ít nhất là 6 cái, thở ít nhất là 6 cái. Nhưng mà thở được càng nhiều thì càng tốt. Đó, nếu mà tôi không lầm, thì cái đó theo dõi. Thì bây giờ phải hiểu. Bây giờ theo tôi hiểu ý anh Đạo muốn nói gì, thầy có giảng về cái phần đó. Thì thầy, khi mà mình thầy nói thở càng nhiều càng tốt, không phải là trong lúc một lần mà mình thở càng nhiều càng tốt, nghĩa là nhiều lần trong ngày. Các bạn đừng có lầm tưởng cái vấn đề đó là mà sai lầm. Thầy nói là tối đa là 12 hơi. Nhưng mà nếu mà muốn mình làm nhiều lần trong ngày á, thì tốt. Khi mà mình rảnh mình làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì tốt, chứ không phải một lần mà nhiều hơi là tốt. Một lần nhiều hơi hơn 12 hơi là sai. Thầy có giảng cái vấn đề đó. Rồi, có thêm một điều nữa. Dạ. Là thầy có nói là nếu mà mình thở đúng đắn á, thì thở một cái thôi là cũng đã đủ rồi. Thở dạ không. Một cái thôi thì là cái, cũng được. Cái đó là như thầy thì cũng đã đủ rồi. Đó. Cái đó mình ở đây mình nói chuyện cho mình, thế mình lấy cái trình độ của thầy thì nó vẫn sai bằng đạo hết trơn đi. Mình á, thì phải 6 hơi. 6 hơi là 6 hơi. Đừng có nói là mình lấy cái trình độ của thầy xuống mà mình bắt chước theo là nó hư hết. Không. Căn bản dạy như thế nào thì mình phải hành như cái đó. Nếu mình bắt đầu mình làm như vậy á, vô tình mà mình sửa pháp mình không hay. Vâng. Thì tôi có được hiểu là thầy nói như thầy thở đó thì một cái cũng đủ rồi đó, là thầy không nói như vậy. Thầy có nói là trong này có nói rõ ràng là thầy nói là 6 hơi. Chứ không phải một hơi được. Mình vô phạm pháp luân thường chuyển mà mình thở một hơi là phải trình độ của thầy chứ. Như thầy là trình độ như thầy, chứ mình không có trình độ của thầy. Rồi, chúng tôi đồng ý. Dạ. Chúng tôi đồng ý cái đó. Rồi có một cái nữa là thầy có nói là khi nào mà mình biết là cái thở của mình nó đủ, thì thầy có nói là khi mà mình thở cho đến lúc mấy cái con người nó tưởng như là nó chết rồi đó, thì lúc bây giờ là cái hơi thở của mình đã đủ rồi, là bắt đầu thiền định được rồi. Đó. Theo như tôi tìm hiểu và tôi thường xuyên tìm tài liệu của thầy đó, thầy tôi hiểu như vậy. Thì cái hơi thở nó thế không thế nào mà mình nói là tùy theo cái trình độ của mình. Khi mình mới bước vô thiền, cái hơi thở ngắn thì nó khác. Lúc mà hơi thở ngắn thì mình phải thở không có được nhẹ nhàng. Khi cái hơi thở của mình nó càng ngày nó càng mạnh đi rồi á, tự nhiên lúc đó cái hơi thở nó càng nhẹ. Mà lúc đó càng nhẹ càng mạnh. Mà thở phải thở đúng như cái thầy dạy thì tự nhiên 6 cái là hay là 12 cái tối đa là đủ rồi. Sau đó thì bắt đầu qua thiền chứ cũng không có gì thắc mắc. Vâng, cái này vậy thì tôi thêm một chút nữa. Xin anh Bảo làm ơn cho tôi chút thời giờ. Bởi vì nếu mà hôm nay đó, trong cái bài giảng của thầy đó, thầy có nói là trong các trường đại học có cái đại học này nó có mở lớp nọ, cái trường đại học nó khác, nó không có cái lớp kia. Tức là sao? Tức là mình tu, mình cũng vẫn phải tìm hiểu để nghiên cứu, để tiến lên. Và thầy có nói
một cái nữa là theo như tôi thấy thầy kéo tôi lên đây đó, là thầy nói cái trường hợp này đó, hôm nay là cái trường hợp duy nhất để học hỏi. Nếu mà các bạn nhớ lại cái lời giảng của thầy trong cái giờ thiền ngày hôm nay đó, thì tôi tiện dịp ở đây, tôi muốn lên để xin ban tổ chức giải quyết cái vấn đề này, là tôi ở đảo Réunion mà có một người mà tôi kính mến hết sức đã đưa ra một cái phương pháp nó hơi khác cái vô vi một chút. Và theo như tôi nghe người ta nói đó, cái phương pháp đó rất có hiệu quả. Và tôi có ông em vợ của tôi, ông cũng thiền theo cái phương pháp đó. Ông ấy nói là ông tu 6 tháng thôi, ông có thể chữa bệnh tay không cho người ta được rồi. Thì bây giờ tôi xin ban tổ chức và các bạn đạo, nếu mà có thể được cho cái người đó lên để giới thiệu cái phương pháp đó thì có được không ạ? Dạ, để học hỏi. Dạ, xin anh là... Tôi đề nghị thôi. Nói ở đây mà mình nghiên cứu cái pháp đúng không á, là cũng không đủ giờ để nghiên cứu để cho các bạn đạo thực hành rồi. Các bạn có đồng ý không? Mà mình tu á, bước vô tu á, là để sửa mình chứ không phải để sửa pháp. Các bạn có đồng ý không? Tu người ta dặn sửa mình chứ đâu phải là đi sửa pháp. Mà đi sửa pháp là tiêu rồi. Thì cái đó mọi người, thầy đã dặn rõ ràng là không nên sửa pháp. Mà người nào làm thân, tâm làm thì thân chịu. Không những nhiều người sửa pháp không, mà tôi còn biết cái gì đó, lấy cái pháp mình á, ráp với cái pháp khác, đặt tên khác. Cái đó còn nguy hơn nữa. Cũng như không khác nào làm đồ giả mạo đi bán vậy đó. Cũng như bán đồ có hiệu, cái mình ráp cái đồ khác vô, cái mình đi bán cái này hiệu khác cũng tốt vậy. Các bạn đồng ý không? Thành ra những cái, các bạn mà thấy những ai mà đưa ra những cái cuốn sách nói đây là đạo mới này, mà dòm trong đó có những cái pháp vô vi, là các bạn biết là người đó muốn có cái gì rồi. Muốn làm thầy làm gì nữa? Làm thầy mình không xong rồi đi làm thầy ai? Thầy cho mình cái pháp để làm thầy mình mà mình còn làm chưa nổi nữa, mình đi lên làm thầy ai? Thời gian đâu có chờ đợi mình ở dưới thế gian này, mà đi bỏ công làm cái chuyện hoang phí như vậy. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là uổng. Chỉ ước mong là những người đó thức tâm là quay về sửa mình thay vì đi lo sửa pháp. Như là nghĩ là bề trên đưa cái pháp xuống là có thể sửa đổi hay hơn là tại những bề trên Đức Ông Tư, Đức Ông Tám đồ làm cái pháp đó mà cái pháp nó không hay lắm, mình có sửa cho cái pháp hay hơn nữa. Thay vì lấy cái pháp đó đi sửa mình. Đó, không khác nào đi khinh thị bề trên. Dạ, kính thưa anh Bảo, tiện đây cho em góp ý này nè. Tại vì khi mà hành một cái pháp mà mình đang hành là cái pháp vô vi đây, thì các bạn hãy cố gắng mà coi như là coi băng và cái tìm hiểu kỹ càng về cái pháp vô vi và hành cho đúng. Tại vì thầy có cho em 4 câu thơ là vậy, là khẩu khẩu tương truyền y bí pháp, vô vi y pháp bất y nhân, tâm tâm tương ứng khẩu y diệt, vô vi y thể pháp y nhân, là vậy. Khẩu khẩu tương truyền y bí pháp, tức là khi mà chỉ một người nào một cái bí pháp như pháp vô vi là chỉ y như vậy, không có sửa, không có đổi một cái gì hết. Đó, vô vi y pháp bất y nhân là vô vi mình hành cái pháp thầy và Đức Ông Tư đã ban ra thì hành đúng như vậy, không có đi theo ông thầy làm gì. Là cái thứ hai, khẩu khẩu tương truyền tâm tâm tương ứng khẩu y diệt, là khi mà mình đạt được cái trình độ mà mình tâm tâm tương ứng với các vị thầy và tổ rồi á, thì mình không có nói một lời, chỉ biết vậy thôi. Đó là vậy. Vô vi y thể pháp y nhân, vô vi y thể là khi mà các bạn hành một cái pháp vô vi rồi á, là các bạn đạt tới cái thể tánh nó là không thể bằng Như Lai, nên Đức Phật gọi Đức Phật là Như Lai, là cái thể tánh như vậy, là vô vi sẽ đạt được tới cái thể tánh như vậy. Mà vô vi y thể pháp y nhân muốn đạt tới cái thể tánh như vậy á, thì phải hành giống như người đi trước là Đức Ông Tư và Đức Ông Tám. Dạ, tôi xin hết. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nhắc lại những cái gì mà Đức Thầy đã dạy, thế nên chúng ta nên lưu ý. Thì một khi chúng ta hiểu rồi á, không có ai mà lái chúng ta đi ra khỏi cái pháp này được hết.
Không có ai mà dụ tôi nói là làm theo tôi này hay hơn, làm đúng như vậy nó không có kết quả bằng. Đừng có tham, tu đừng có tham, tham làm đúng là được rồi, chứ đừng đi tham hay hơn, đừng, không có pháp nào hay hơn. Nếu vậy thì thầy quá dở rồi, có người hay hơn thầy nữa, đi theo thầy đó làm chi. Dạ. Chúng ta ở đây đó là có thiền sư Lương Phi Hằng là sư phụ chúng ta, dạy chúng ta làm sáu thôi trong pháp, cái pháp luân thường chuyển. Thì giờ mình là học trò cứ làm sáu hơi thôi. Còn cái thời điểm hồi xưa như bạn Đạo có nói, ông Lương, ông Đỗ Tuần Hậu đó, ông có một trong cái băng lúc mà ông giảng ở tại Sa Đéc đó, thì ông nói là một hơi là hết sức rồi. Nhưng mà chúng ta không có sống trong cái thời điểm đó. Thì tôi đề nghị là thôi giờ mình làm sáu hơi như cái thầy mình dạy vậy. Rồi bây giờ cái pháp luân thường chuyển thì các bạn nhớ là lưu ý hai cái tay kẹp bên sườn, nhớ thẳng xương sống và cái cổ phải thẳng, tất cả đều ngay ngắn. Và khi trước khi hít vô phải hạ lệnh là nhớ chú ý là để khi một cái bụng mình hít vô đầy bụng đầy ngực tung vào, đừng có xẹp cái bụng xuống, cái bụng phải giữ, khi nó căng ra rồi phải giữ vậy đặng tiếp tục hít lên. Chứ đừng có khi cái đầy ngực cái bụng nó xẹp vô rồi là không có đúng, phải giữ vậy cho nó lên. Và khi thở xẹp sát xuống, nhớ để ý cái coi chừng cái lúc mà gần hết hơi đó, để ý cái đó một chút đó, thì các bạn tôi nghĩ là về thở sẽ thấy có hiệu quả hơn nhiều lắm. Thì bây giờ chúng ta mà muốn, nhiều người ta nói nó muốn thở nhiều lần trong ngày, nhưng mà phải có điều kiện gì, trong lúc nào mình có thể làm pháp luân thường chuyển được? Dạ, bụng trống nghĩa là sau khi ăn 2 giờ đồng hồ, ít nhất 2 giờ đồng hồ là mình có thể làm pháp luân thường chuyển. Mà làm nhiều ngày, nhiều lần trong ngày cũng rất là tốt, có thể giúp mình khai mở. Tại pháp luân thường chuyển đó, cái công dụng là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thì nó khai mở cho mình dữ lắm. Chỉ có cái trong cái lúc đó là nó bắt đầu nó khai mở. Tất cả mấy cái pháp đầu tiên mình làm là để sửa soạn, nhưng mà cái pháp mà để giúp mình khai mở tâm trí là cái pháp luân thường chuyển. Dạ, xin mời anh Niệm muốn lên. Dạ, xin mời anh lên nói chuyện với bạn Đạo. À, khi sáng tôi có họp nhóm của tu học đó, thì có một bạn Đạo người ta nói thở pháp luân thường chuyển một hơi cả một tiếng đồng hồ. Thì không biết thì người đó có thể là lên để thở thử được không? Dạ thôi. Thì mình biết bây giờ thử hay không cũng vô ích thôi. Cái đó thầy đã trả lời rồi. Thầy nói cái đó là sai. Bây giờ mình khỏi cần thử nữa. Theo tôi nghĩ là cái đó là không đúng rồi. Khi mà mình thở đúng như thầy, không thể nào mà hít vô một tiếng đồng hồ được. Cái chuyện nó vô lý. Về khoa học cũng vô lý, mà về đạo cũng không sai. Dạ không có. Dạ thở một tiếng chắc lúc đó chúng ta đi ăn hết rồi. Rồi thì bây giờ xin mời, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lên đây đóng góp ha, xin được miễn ha. Rồi, xin mời anh Michael và xin mời anh Văn. Kế tiếp là xin mời chị Liên. Các bạn đã lên đây thì xin chúng ta bước qua cái phần thiền định. Sau khi mà làm pháp luân thường chuyển xong á, xin anh tình nguyện lên, anh xách thêm cái ghế nữa lên nhanh. Tôi Trịnh Quốc Cường, bạn Đạo Hạ Quy Di, bị gì bước qua vấn đề thiền định đó, do tôi muốn xin cái câu này, tôi thắc mắc từ lâu trong vấn đề mà pháp luân thường chuyển. Trong pháp luân thường chuyển thì mình chuẩn bị tất cả để mình hạ lệnh. Thì nghe nói là mình thở sáu hơi. Thì câu thắc mắc tôi mấy năm trước luôn, có nhiều người nói là phải hạ lệnh từng hơi, hay là chỉ hạ lệnh một lần rồi thôi. Dạ. Không. Dạ khoan, chúng ta hỏi chung hết để cho bạn Đạo không thắc mắc giống như tôi. Với câu thứ hai là thầy cũng có nói là thở, nhưng nãy giờ tôi thiếu chút xíu chỗ này, là nhẹ chừng nào tốt chừng nay. Hình như thầy nói như vậy. Có. Mà chậm chừng nào nữa thì cũng tốt
chừng nấy luôn. Đó là cái câu của tôi. Xin nhờ mấy bạn đạo trả lời giùm. Dạ, anh đặt ra cái câu hỏi đó cũng đúng. Thì thầy cũng có giảng cái phần đó. Thì cũng ta có phước là những cái gì chúng ta hỏi là có đầy đủ hết trong những tài liệu của thầy. Thì trong cái phần mà hạ lệnh á, thì nãy như chúng ta nói á, khi mà răng kề răng á, là nó đang chờ lệnh. Mà cái lệnh á, là mỗi hơi, trước khi mà hít vô mỗi hơi nó phải hạ lệnh. Người căn bản, cái căn bản về tu thiền á, thì mình nên làm như vậy. Sau này á, có thể nhiều người ta mới hít mấy hơi người ta mê rồi, cái đó là chuyện khác, cái đó là người tu lâu rồi. Nhưng mà mình phải giữ cái căn bản của mình, đừng có lẫn lộn cái kết quả của cái tu hành của mình với lại cái căn bản về tu hành. Ở đây chúng ta nghiên cứu về cái căn bản tu hành thì trước mỗi hơi phải hạ lệnh thì nó mới đúng. Thì tại cái lệnh hồi nãy mình cắt nghĩa rõ ràng, tại sao cái lệnh là cái gì? Khi mình răng kề răng á, là nó đang chờ lệnh. Lệnh là hít vô là động cả bên trong á, kêu là lệnh. Thành ra mình phải cẩn thận cái vấn đề đó. Thành ra cái hạ lệnh nó quan trọng lắm, chứ không phải là nó chơi chơi đâu. Thành mà mình hiểu rõ mình mới thấy nó quan trọng. Còn nếu mà mình lơ mơ thì mình thấy không quan trọng, hạ lệnh lần được rồi. Mà bên trong này đâu phải một mình đâu, chúng sanh bản thể đủ thứ hết trơn, phải ra lệnh chứ, chủ nhân ông là phải ra lệnh chứ. Còn cái câu hỏi thứ nhì anh nói gì quên rồi, câu hỏi thì càng nhẹ càng mạnh. Cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng. Thầy cũng có giảng là cái những người mới á, mà mình kêu người ta hít nhẹ, hít không nổi, hít nổi nó không lên đâu hết trơn á. Thành ra phải tùy. Người mới á, khi mà cái hơi nó còn yếu á, thì hít là đương nhiên nó phải mạnh, là tại vì nó yếu. Mà khi cái hơi của mình nó mạnh mà nó dài rồi, tự nhiên mình hít nhẹ được. Mà khi mà mình hít nhẹ được á, thì càng nhẹ nó càng mạnh, như nãy anh nói đó là đúng. Nhưng mà cái đó cũng phải tùy trình độ. Thành ra cái pháp luân tuyển chuyển nó rất là phức tạp. Nó phức tạp ở chỗ đó. Mà khi mà mình không biết, mình chỉ cho người mới mà hít nhẹ là tiêu liền. Thành ra phải tùy trình độ của mỗi người. Người mới là phải hít mạnh để thấy rõ. Đầy ngực, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là chi nhào. Nó hít mạnh, nó hít nhẹ, ngồi hết hơi luôn. Không có tung lên bộ đầu nữa. Mà cái người tu lâu rồi, cái hơi nó bắt đầu nó dài, nó mạnh rồi đó. Thì tự nhiên nó phải hít. Tự nhiên mình phải làm nhẹ, còn làm mạnh là nó không có tốt. Thành ra cái cũng tùy trình độ, cái pháp luân thường chuyển nó khó là cái trình độ tu học của mỗi người nó khác. Hơi dài, hơi ngắn thì cũng phải luyện từ từ nó mới lên, chứ không phải mới mà nó lên liền đâu. Thành ra mỗi đêm mình vẫn phải mỗi luyện là vậy. Dạ, chúng ta nếu mà không còn thắc mắc nữa, dạ, anh có thắc mắc xin mời anh lên. Cái phần pháp luân thường chuyển nó quan trọng, cho nên nếu mình còn thắc mắc gì thì mình nên nêu lên hết để chúng ta đồng học. Thì những cái tài liệu của thầy nó có đủ, nhưng mà phải nói lên hết để mọi người đều đồng có một cái hiểu biết giống nhau thì nó tốt hơn. Xin phép hỏi anh Bảo là anh Bảo cái câu mà nói thầy nói hạ lệnh mỗi lần mình thở. Dạ. Thì anh coi ở sách nào có giấy trắng mực đen hay là... Cái đó thì tôi có nghe thầy giảng cái đó. Nhưng mà vì tôi có hỏi thầy cũng, thầy trả lời theo tôi nhớ là cũng 2-3 lần cho tôi. Thầy nói mình chỉ hạ lệnh một lần. Là một lần? Một cái thôi. Một cái? Một lần thôi là đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Một lần là trước một hơi hay là một lần trong suốt? Trong suốt khi mình thiền, mình hạ lần một lần thôi. Giờ bạn đạo không biết có bạn đạo nào có ý kiến gì không? Thầy có ý nghĩa. Thầy có không nó thành ra có bằng à, nhưng mà thầy có giải thích là cũng giống như anh ở bên Hiếu Sinh chẳng hạn. Anh nói tôi muốn đi Montreal, tôi hạ lệnh tôi muốn đi Montreal, thì cái đó từ khoảng 1-2 ngày sau là cái vía cũng như là lục can lục trần anh nó phải nghe cái lời anh là phải đến Montreal. Nhưng mà mình tới là tôi hỏi vậy thôi. Nhưng mà mình tới 6 hơi lận chứ không phải như thế, nghĩa là nó nghe mình nó làm một hơi rồi mấy hơi sau nó không đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì sao? Đó thì bạn đạo cũng có nghe 6 hơi sau thì tôi thấy nó cũng hữu lý hơn. Là tại vì nếu mà mình ra lệnh một lần thì nó hít một lần đầy rúng đầy ngực luôn rồi, và 5 hơi sau thì giờ tính sao? Thì theo tôi thấy thì cái đó cũng hữu lý thôi. Thì xin mời chị lên. Dạ, xin mời anh Vinh lên. Đó, bắt đầu sôi nổi rồi đó nha. Pháp luân thường chuyển bắt đầu sôi nổi. Tôi không có hỏi ông Tám về cái câu 6 hơi.
Nhưng mà cái người ngồi bên cạnh tôi, ông tên là Lâm Văn Sĩ, rất tiếc là ông chết rồi. Nhưng mà ông Lâm Văn Sĩ là một người rất là nổi tiếng trong vô vi. Ông Lâm Văn Sĩ là cái người đem cái pháp vô vi qua đây chỉ cho anh Trịnh Quang Thắng năm 1972. Và chính tôi nghe rõ ràng và ông Tám trả lời rõ ràng. Ông Lâm Văn Sĩ là ông người rất là chính xác, vì ông làm về kinh tế, ông rất là chính xác. Ông hỏi thầy, ông Tám Tám, ông phải nói cho rõ. Tôi thắc mắc hoài. Tôi thở thì tôi phải nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu một lần một. Rồi thôi, hay là mỗi một cái là tôi phải nói một câu đó. Ông Tám nói, trước khi, nói rõ, trước khi anh làm một hơi, anh phải nói câu đó. Anh làm sáu hơi, anh nói sáu lần. Khả năng anh làm bốn hơi, anh nói bốn lần. Chứ không phải là nói một cú một rồi thôi. Đó, ông nói rõ ràng, tôi không hỏi, nhưng mà tôi có nghe bằng lỗ tai của tôi. Ông Tám trả lời. Anh cảm ơn anh Vinh đã đóng góp. Mà thật ra nếu mà bây giờ muốn sách vở thì cũng có sách vở. Ở trong cuốn sách mà Phương Pháp Công Phu cũng có ghi rõ ràng. Nếu mà các bạn về lấy cuốn sách có Phương Pháp Công Phu mà do thầy giảng, bây giờ muốn tôi đọc không? Đọc nha. Đọc nha. Thở ra cho hết hơi. Khi bụng xẹp hết, từ từ hít vô. Ngay trong lúc bắt đầu hít vô, ý liền ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Vừa hít vào nhẹ nhàng, vừa trong thâm tâm ý nói đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu ha. Khi không còn hít vào được nữa, liền từ từ thở ra đến khi xẹp bụng, ép sát bụng, ép cho tới đáy cặn bao tử cho hơi ra hết. Thầy nói ép hết á. Lúc hít vô thở ra cũng đều không đụng đẩy tới ngực, chỉ dùng bụng mà thôi. Hơi thở ra vừa hết lại bắt đầu ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu và hít hơi vào như lời chỉ dẫn trên. Đó thì quá rõ ràng ha. Xin cảm ơn anh cũng đã đóng góp để nêu lại cho một lần nữa rõ ràng trước tất cả các bạn đạo, sau này thì chúng ta sẽ không còn thắc mắc về vấn đề này nữa. Tôi có ý kiến hồi năm rồi anh Tu Hiền nó lên đây ngồi biểu diễn cho chúng ta coi pháp luân thường chuyển. Thì là anh Tu Hiền hỏi người ta, thầy hỏi thầy, thưa thầy, mỗi câu hơi vô đó thầy phải trả lời và thầy nói đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu không. Thầy nói không, chỉ làm một, nói một lần thôi. Rồi một lần đặng hỏi khác nữa, hỏi thầy á, nói thêm một lần nữa ha, mỗi câu nói thầy nói không, chỉ làm nói một lần thôi. Rồi năm đại hội vừa rồi đó chứ không có lâu hơn đó, năm vừa rồi á. Không, thì cái vấn đề đó là tùy theo mình đặt cái câu hỏi chính xác như thế nào. Nhiều khi mình đặt câu hỏi thầy tưởng là một hơi là ra lệnh một lần là đủ rồi, nhưng mà cái này là có sách có vở đàng hoàng, chứ không phải là nhiều khi cái câu hỏi mình đặt nó không chính xác. Thầy hiểu là ra lệnh một lần thôi, nhiều khi mình hít một hơi mình ra lệnh hai ba lần thì cũng không có đúng. Nhưng mà thầy bảo là khi mà cái chị đó hỏi anh Thu Huyền đó, thầy rồi nói mỗi câu mỗi trả lời đó, thầy nói không, một lần một là thôi, rồi sẽ thở tiếp tục thôi. Anh giờ anh lấy cái băng mà coi đại hội vừa rồi á, có anh Thu Huyền có lên thở pháp luân thường chuyển trên anh này biểu diễn á. Dạ xin hết. Các bạn, tôi không có nghe cái cuồng băng đó, thành ra tôi không biết cái câu hỏi nó như thế nào, thành ra phải cần phải nghe lại cái cuồng băng. Tại vì một câu hỏi mà mình đặt với thầy mà nếu mà nó không biết làm sao, cái đó tôi không dám phê bình là không biết nói như thế nào. Anh Bảo cho em muốn hỏi anh Bảo một câu thôi, giống như cái chị vừa nãy lên hay là anh nãy lên á, ảnh nêu vấn đề bây giờ mình ra lệnh một lần cho sáu hơi hay là ra lệnh sáu lần cho sáu hơi, thì em có một cái thắc mắc như thế này. Bây giờ giả sử mình là một thằng tổng thống trong cái nước đó đi, mình ra lệnh một cái sắc luật nào đó, mình có ra lệnh sáu lần cho người ta không? Cái hay này một lần thôi. Dạ, tôi xin trả lời cho anh là cái này nó không phải là cái lệnh để cái luật, không phải là cái luật mình ra một lần. Nhưng mà cái lệnh làm cái gì cho nó đúng, tại sao mình phải hiểu tại sao mình phải ra lệnh, cái đó mới là quan trọng. Khi mình hiểu tại sao mình phải ra lệnh rồi, lúc đó mình mới đặt cái vấn đề ra mấy lần. Mà nếu mà có cái sự mà không đồng ý về cái vấn đề này á, thì nếu có thể chúng ta sẽ hỏi lại thầy một lần nữa. Nếu mà các bạn nói ở đây có người nghe vậy, có người nghe khác á, nó khác với sách vở. Tôi nghĩ là cuốn sách này á, là Đức Thầy cũng đã xem qua và cũng là trong những cái lời giảng của Thầy ra, chứ không có ai đứng ra viết cuốn sách này hết. Hello, kính thưa quý bạn đạo. Tôi cũng đóng góp về vấn đề pháp luân thường chuyển. Tại vì Thầy nói cho mỗi trình độ
Trước khi bạn đạo kia họ mới vô tu, họ mang cái động loạn nhiều, nên khi mỗi lần hít đó chỉ hướng ngoại nhiều, thì thầy phải nhắc cái câu là phải niệm Phật mỗi lần pháp luân thường chuyển là phải dùng ra ý để mình nói ra, gãy nguyện cho nó là phải đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu. Còn bạn đạo nào mà cái trình độ họ tới rồi, họ không cần, họ chỉ hít vô thì trả lời theo chỉ cần một lần thôi. Đó tùy theo mỗi trình độ, có người bạn đạo cái chế là động loạn họ còn, nên họ hít rồi họ quên đi, họ cứ nhớ, nên thầy nhắc là cái bạn đạo nào mà còn cái tâm động loạn đó thì nên phải ra ý lệnh. Còn người bạn đạo đã thông suốt không còn nữa, chỉ cần mình hít thôi chứ đâu có phải ra lệnh nữa. Xin đóng góp về bạn đạo đó. Lên đi. Mà thì cái anh nói anh Lai Sách Thi nói cái phần đó cũng đúng, là tại vì cái nhiều người á đi tới cái trình độ cao bây giờ, tại vì nãy tôi có nhắc lại là cái mục đích của mình là nói về cái căn bản tu thiền. Khi mà mình sau này mình thiền tới một cái trình độ khá, ý vừa chuyển là nó động rồi. Thành ra đây mình nói về cái căn bản tu hành, chứ mình đừng có lẫn lộn, nhất là cần thiết đừng có lẫn lộn giữa cái trình độ mình đã đạt được với cái căn bản tu hành. Mình bước vô mình phải có lớp 1 rồi mới đi tới lớp 2, lớp 3. Bây giờ mình đang trở về cái lớp 1, cái căn bản nó phải như thế nào? Theo tôi nghĩ là cái căn bản là phải hạ lệnh. Thầy cũng đã nói rồi, cái căn bản là phải hạ lệnh. Khi mà mình đạt tới rồi đó, là ý vừa chuyển đó là nó đã thở rồi. Mà khi niềm muốn nói cao hơn nữa, sau này thầy nói là mình không phải thở bằng hơi nhưng mà thở bằng ánh sáng. Thành ra cái trình độ nó ở đây mình chỉ bàn về cái trình độ sơ cấp thôi. Còn cái thành quả của mọi người đó, hành đạt thì tự nhiên nó đạt. Nhiều khi thở mới có một hơi là nó mê luôn rồi, nó vô nhập định luôn rồi, cũng không chừng nữa. Thành ra cái chuyện đó mình không có thể đem ra đây mổ xẻ được. Cái đó để giai đoạn sau đi. Bây giờ mình chỉ trở về cái căn bản. Theo tôi thì cái căn bản là phải hạ lệnh đi. Ngày nào mình hít vô tự nhiên nó mê rồi thôi. Nhiều khi thì thầy nói nhiều khi mình hít vô nó mê rồi là mình cũng hết đếm luôn, nó không biết mấy hơi nữa, lúc đó mê rồi. Em xin đồng ý với chị Nương lúc nãy đó. Tại vì năm ngoái Tâm có tham dự cái nhóm tu học của nào tu hiền, thì hồi trước Tâm làm là Tâm thường xuyên mỗi một hơi Tâm ra lệnh một lần. Cái đó là mình học. Nhưng mà tới khi có mặt thầy ngồi tại đây, anh Hà Tu Hiền lên đây hỏi lại, thì trong lúc mà như là nhóm được luyện tập á, để mà hướng dẫn cho các bạn á, thì tụi Tâm đã được sửa từ chỗ đó. Rồi sau đó khi thầy có mặt ở đây thì trước mặt mọi người thì cũng chất vấn rồi anh Hà Tu Hiền phải ngồi đây làm. Thì ngồi trước mặt thầy thì có người hỏi thầy, thì thầy nói rằng chỉ một lần ra lệnh thôi cho 6 hơi thở. Thì bây giờ như thế này, tại vì chúng ta ngồi trong đây chúng ta ôn lại những gì cơ bản mà mới năm ngoái có cuộn video DVD gửi ra thì các bạn học được cái khác. Năm nay gửi về cuộn DVD lại là cái khác nữa. Thì Tâm đồng ý là quý chúng ta nên hỏi thầy một lần và làm cách nào thống nhất, bởi vì sách vở cũ như vậy mà sau này thầy update cũng có nữa, thầy chỉnh lại cũng có nữa. Thành chúng ta phải có một cái sự thống nhất để cho em hết lời. Để cho thí dụ như là cái người mà vào tu, anh Thi nói thì Tâm có đồng ý và không đồng ý thế này, là khi người mới tu vào đó, chúng ta phải học một cách một duy nhất thôi, rồi tùy theo trình độ. Ví dụ chúng ta khá lên rồi, cái người khá lên rồi không cần trở lại sách vở nữa, lúc đó tự đi. Nhưng mà cái cơ bản phải học ABC phải giống nhau. Đừng có bây giờ đem ra nói là tại vì cái người đó khá rồi thành bây giờ được quyền làm kiểu đó, rồi cái người kia không khá thầy dạy kiểu này, nó làm cho một hồi nó lẫn lộn, thì chúng ta không có một cái cách nào thống nhất để mà đi chung với nhau hết. Vô vi mà ra hai ba người nó hai kiểu. Thành ra với một hai cái điều thứ hai nữa, Tâm thấy là khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển không thông đó, rõ ràng thầy có một cái phương pháp khác nữa là phương pháp chiếu minh. Thở không được pháp luân thường chuyển thì đi chiếu minh đi, đừng có lo, không có lỗ, không có mất gì hết. Tại vì cái chiếu minh, cái nền mà xây chưa xong, đòi lên xây lâu đài đâu có lên lâu đài nổi. Cái chuyện đó tự nhiên nó như vậy thôi. Thành ra chúng ta cứ đi từng bước, cái cơ bản làm không được cái chiếu minh cho nó thông, cho nó suốt rồi thì cái chuyện sang ngồi pháp luân thường chuyển thì dễ dàng lắm. Sáng nay dĩ nhiên là cái nhóm nào cũng có học, thì cái nhóm nào cũng sẽ đào luyện cái vấn, như là mình cũng trao đổi vấn đề đó rồi. Cái chuyện kế nữa xin anh bảo là khi mà tại ngày hôm qua Tâm lên Tâm ngồi trên đây á, khi mà được ngồi lên đây á, quý vị ơi, điện ở dưới này chiếu lên người ngồi trên đây nóng dữ lắm, mà ngồi trên đây mà không được trả lời mà để cho anh bảo trả lời không á, buồn lắm. Thành ra để cho anh ta trả lời. Dạ em xin hết. Xin cảm ơn chị.
Thì cái nếu mà các bạn nếu mà có cơ hội thì mình sẽ xin thầy giải đáp cái phần này cho nó rõ ràng hơn một chút một lần nữa. Dạ. Thì bây giờ nó có hai version, có người nghe về, có người nghe khác. Nếu mà thầy trả lời là bây giờ nó thay đổi rồi, chỉ cần một cái thì mình làm một cái. Bây giờ tôi không có DVD của thầy đây, không biết câu hỏi như thế nào và câu trả lời như thế nào. Tại cái cần nhất là mình phải hỏi tùy theo cái câu hỏi mà thầy trả lời ra, tôi không biết hỏi như thế nào, tôi không có mặt ở nó. Chắc kêu xách ghế lên đây ngồi luôn hả? Nãy giờ đòi lên hoài ha. Nó giỡn chơi nha. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa anh Đại Bảo. Theo như tôi hiểu đó, thì trong khi mình thiền, tập tu thiền đó, là mình dùng cái điển của cái hồn để mình dạy cái vía của mình. Đó. Trong cái pháp luân chiếu minh cũng như pháp luân thiền định, mỗi một lần mình thở là mình dạy cái vía của mình, là mình lấy cái roi mà đánh cái vía của mình để cho nó đi đúng đường, cho nó đi đúng đường về sau này. Thì theo như tôi hiểu, khi mà mình thở, mỗi một hơi thở, mình phải ra lệnh cho cái vía của mình nó làm. Đó, thì theo như tôi hiểu như vậy. Dạ, cảm ơn anh. Thì giờ bạn đạo cũng phải, bây giờ có hai người nghe khác nhau thì chắc cũng phải thống nhất đi. Nãy giờ tính mời bác bạn lên đây trả lời về thiền định mà bị kẹt ở pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển chưa thông. Cũng khó qua thiền định, thấy không? Thấy cái bằng chứng nó rõ ràng là pháp luân thường chuyển không qua thiền định không được. Giờ qua thiền định được chưa? Và nha. Chứ chà, còn đóng góp nữa chưa? Pháp luân thường chuyển chưa thông, xin mời chị lên. Thôi kệ nó, bây giờ mà pháp luân thường chuyển chưa thông thì mình ráng luyện pháp luân thường chuyển đi.